Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 157. Làm Tiêu Phàm nghe được Táng Long Uyên cái này mấy chữ lúc, hắn rốt cuộc biết, vì sao Phệ Long trùng chọn nơi này. Một dạng long tộc, cũng sẽ không đến địa phương này, dù sao, nơi này chính là danh xưng long tộc tuyệt địa, cho dù là phượng tộc, cũng rất ít sẽ hàng lâm nơi đây. Phệ Long trùng lựa chọn nơi này sinh sôi, ngẫu nhiên săn giết long tộc, cơ hồ sẽ không bị long phượng tộc tu sĩ phát hiện. Bất quá một lần này, Phệ Long trùng đoán chừng muốn bại lộ, bởi vì hắn dẫn tới thế nhưng là không sợ trời không sợ đất ma long tử. Hơn nữa, ma long tử đang suy đoán Tiêu Phàm cùng long nữ quan hệ về sau, sớm đã đối Tiêu Phàm lên ý quyết giết. Tiêu Phàm cũng cố ý thả ra tin tức, nói hắn là long nữ tình nhân trong mộng. Đây càng là điểm bạo ma long tử sát ý. Đây cũng là ma long tử liều chết truy sát 20 ngày, vẫn không có buông tha nguyên nhân. Chỉ có giết Tiêu Phàm, hắn ma long tử mới có một tia cơ hội, bằng không mà nói, long nữ trong lòng chỉ có thể có Tiêu Phàm. Nếu như ma long tử biết rõ, tất cả những thứ này đều là chính hắn hiểu lầm đấy kết quả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ma long tử bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi a. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương trời sao vô ngần, nói. Tốc độ của chúng ta đã đủ chậm, nếu như này cũng đuổi không kịp, vậy cái này ma long tử cũng quá phế. Bạch ma khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng. Bạch ma dừng một chút, lại nói, bất quá nói thật, đây quả thật là không nhất định, nơi này chính là Táng Long Uyên, vạn nhất ma long tử sợ chết không dám tới đây. Yên tâm đi. Ma long tử không có người tưởng tượng nhát gan như vậy. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Trên đường đi, bọn họ không ngừng cố ý khiêu khích ma long tử kiên nhẫn, giờ phút này ma long tử nội tâm còn kìm nén một hơi đây, khi biết Tiêu Phàm đã tới Táng Long Uyên thời điểm, lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đây. Bất quá, đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, ngay sau đó nhếch miệng cười nói, vì để cho bọn họ cùng Phệ Long trùng tới một cái hoàn mỹ gặp gỡ. Chúng ta còn phải làm một ít chuyện. Sự tình gì? Bạch ma không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là lật tay lấy ra một cái ngọc bàn. Bạch ma không khỏi trợn to hai mắt, nói ta liền nói ngươi tiểu tử trên đường đi vội vàng cái gì, không nghĩ tới ngươi vậy mà khắc chế trận pháp bàn. Cái kia Phệ Long trùng đối long tộc khí tức thế nhưng là 10 điểm nhạy cảm, nếu để cho bọn chúng phát hiện giấu đi, ma long tử bọn họ đến thời điểm, không hề phát hiện thứ gì. Vậy ta hai tháng này chẳng phải là bạch bận rộn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Thời gian không nhiều lắm, nhanh lên a, lấy Táng Long Uyên bố trí trận pháp, làm sao cũng phải nửa ngày đây. Bạch ma thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nội tâm của hắn cũng rất chờ mong, làm ma long tử mang theo một đám long tộc cùng Phệ Long trùng xảo ngộ thời điểm, sẽ va chạm ra tia lửa gì. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm, Bạch ma cùng Ngọc Kỳ tử ba cái nhanh chóng bận rộn. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vốn là trận pháp sư, hai người rất nhanh liền nghĩ đến một cái trận pháp. Ngọc Kỳ tử cho hai người trợ thủ, vẻn vẹn mất 5 canh giờ, liền đem Táng Long Uyên vị trí viên tinh thần này thế giới cùng tinh không vực ngoại triệt để cách biệt. Kể từ đó, cho dù long tộc đến, Phệ Long trùng cũng không phát hiện được long tộc khí tức, đồng dạng, long tộc cũng không phát hiện được Phệ Long trùng tồn tại. Đến lúc đó, Tiêu Phàm chỉ cần hơi dùng một điểm thủ đoạn. Đoán chừng một trận đại chiến liền sẽ lập tức bộc phát. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm ba người ẩn tàng ở trong hư vô, có Tiêu Phàm bố trí trận pháp, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, chỉ cần không cẩn thận nhìn, cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đến, thật lâu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc, ba người tất cả đều nín thở ngưng thần. Mấy tức về sau, Từng chiếc thần chu từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới, một cỗ khí thức mạnh mẽ trong tinh không mãnh liệt. Nha, cái này ma long tử lớn lối như vậy, may mà chúng ta bố trí trận pháp, bằng không, Phệ Long trùng đã sớm ẩn nấp rồi. Bạch ma không khỏi nhìn không được mắng thầm. Tiêu Phàm dã thầm dĩ vi nhiên gật đầu, may mắn bản thân có dự kiến trước, bằng không mà nói, bản thân lần này kế hoạch coi như thất bại. Phệ Long trùng không có giết chết thì bỏ qua. Đến lúc đó còn đắc tội ma long tử. Chỉ chốc lát sau, là tính ra hàng trăm long tộc xuất hiện ở Táng Long Uyên vị trí tinh thần thế giới chung quanh, tất cả đều đằng đằng sát khí hướng về phía dưới Táng Long Uyên.
Tựa như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới Táng Long Uyên là cái gì long tộc cấm khu, bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó giết chết Tiêu Phàm. Nên ta ra sân rồi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ linh hồn phân thân lập tức lóe ra, lặng lẽ ẩn núp đi. Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng hung hăng khinh bỉ Tiêu Phàm một cái. Bọn họ nhiều như vậy long, còn có hàng vạn mà tính phệ long trùng, người sẽ không cho là ta sẽ ngốc đến bản thân đi làm mồi nhử a? Tiêu Phàm một chút cũng không sợ chính mình thủ đoạn âm hiểm, ngược lại còn có chút tự ngạo. Nói đến cùng, chuyện này cùng Tiêu Phàm căn bản không có bao nhiêu liên hệ, hắn đây là đang giúp long tộc phát hiện phệ long trùng, bình thường mà nói, đây cũng là đang trợ giúp long tộc hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Ma Long Tử, người cái ngốc bức này, có gan tới giết ta à? Lúc này, xa xa hư không, một tiếng quát lớn vang lên, lại là Tiêu Phàm linh hồn phân thân bắt đầu kéo cửu hận. Dám nhục Long Tử, muốn chết, giết hắn. Cho hắn biết đắc tội Long Tử kết quả. Giết hắn cũng chưa chắc lợi cho hắn quá rồi, tốt nhất là nhường hắn sống không bằng chết, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng. Ma Long Tử còn chưa mở miệng, hắn một đám cấp dưới liền bắt đầu tức giận gào thét, có người càng là không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Một đám rác rưởi, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh thường phun một bãi đờm, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn phân thân bộ dáng, hai cái cũng nhịn không được có loại muốn đánh Tiêu Phàm xúc động, huống chi những cái kia long tộc. Giết, Ma Long Tử sắc mặt tái xanh, trên người trán phóng cuồng bạo ma khí, hiển nhiên, hắn cũng đã tức giận tới cực điểm. Giết, theo Ma Long Tử ra lệnh một tiếng, tính ra hàng trăm long tộc tu sĩ không muốn sống một dạng nhào về phía Tiêu Phàm, từng đợt đáng sợ tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đám này ngu dốt, may mà ta bố trí trận pháp, bằng không phệ long trùng đã sớm ẩn nấp rồi. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn linh hồn phân thân căn bản không có niệm chiến ý tứ, trực tiếp một đầu chồng vào Táng Long Uyên. Long tộc tu sĩ cũng không cảm nhận được dị thường gì, dù sao, Táng Long Uyên nhưng là bọn họ long tộc cấm địa. Tiêu Phàm trốn vào Táng Long Uyên tránh né bọn họ long tộc, thật sự là quá bình thường bất quá. Thậm chí. Đại bộ phận long tộc đều đang trào phúng Tiêu Phàm, cho rằng trốn vào Táng Long Uyên liền có thể sống sót sao, nhất định chính là chê cười. Tiêu Phàm ba người bọn họ đứng sừng sững hư vô, nhìn thấy long tộc nối đuôi nhau mà vào sông vào Táng Long Uyên bên trong, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Cuối cùng vào cuộc, Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, khẩn trương lau một vệt mồ hôi. Lại nói Tiêu Phàm linh hồn phân thân cực tốc trốn vào Táng Long Uyên bên trong. Tựa như sợ hậu phương long tộc truy sát đi lên đồng dạng, cơ hồ sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Nhưng cái này ở long tộc trong mắt, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, bọn họ cũng truy càng thêm vui sướng, phảng phất tất cả đều đánh máu gà một dạng. Tiêu Phàm linh hồn phân thân cảm nhận được hậu phương long tộc tu sĩ đánh tới, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tà nụ cười. Một đám long tộc tu sĩ không có phát hiện là, làm Tiêu Phàm nhanh chóng hạ xuống thời điểm. Có một đạo vi diệu năng lượng tạo thành kết giới cũng đang vụt nhỏ lại phạm vi. Cái này vi diệu năng lượng kết giới, chính là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma bố trí trận pháp, dùng để ngăn cách Táng Long Uyên cùng ngoại giới hư không khí tức chấn động. Năng lượng kết giới theo Tiêu Phàm mà động, kể từ đó, liền sẽ không có long tộc phát hiện dị thường. Nhanh, nhanh, Tiêu Phàm nhìn phía dưới đại địa càng ngày càng rõ ràng, khóe miệng ngậm lấy một vòng tà tà nụ cười. Bản thân kế hoạch 2 tháng, rốt cục xem như thành công, mà Ma Long Tử cùng những cái này long tộc, lại trở thành con cờ của hắn. Kiếm Hồng Trần, trốn chỗ nào? Ma Long Tử nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không kém gì Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Ma Long Tử, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ khinh thường, nếu như chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy các ngươi đều phải lưu lại nơi này. Liền bằng ngươi sao? Ma Long Tử khinh thường, hai mắt đều trở nên đỏ bừng. Không chỉ Ma Long Tử, mặt khác long tộc cũng là tức giận không thôi. Cái này Kiếm Hồng Trần thực sự quá kiêu ngạo, vậy mà miệng lưỡi lưu loát, muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều lưu tại Táng Long Uyên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Táng Long Uyên là nhà của ngươi sao? Táng Long Uyên có lẽ là long tộc nơi chôn cất, nhưng ngươi một cái nhân tộc,
càng thêm không có khả năng từ Táng Long Uyên còn sống rời đi. Qua phía dưới ta yêu cầu nhất định Long Tử không nên tùy tiện giết chết hắn, lão tử muốn từng đao cắt lấy thịt của hắn, nhìn hắn còn mạnh miệng sao. Nãi nãi, bản Long còn chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ nhân tộc, một người vừa muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cho dù mặt khác hai đại Long Tử liên thủ cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhân tộc nếu là cũng như hắn như vậy tùy tiện vô chi, có lẽ khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Một đám Long tộc tu sĩ trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhao nhao giận mắng không thôi, bọn họ hận không thể đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi, phanh thây xé xác. Tiêu Phàm cảm nhận được những cái này Long tộc trên người phẫn nộ cùng sát ý, trong lòng càng thêm vui vẻ. Hiện tại, đoán chừng nói cho bọn hắn nơi này có phệ Long trùng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ chạy rồi a hát. Mấy tức về sau, một mảnh quanh co sơn mạch tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra nét cười hiểu ý. Nhất là nhìn thấy xa xa cái kia bạch ngọc truyền tống trận về sau, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng Ma Long Tử cùng một đám Long tộc tu sĩ. Rốt cục không chạy, biết rõ chạy không thoát. Hừ, ngươi ngược lại là chạy a, lão tử nhìn ngươi chạy chỗ nào. Long tộc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng lại. Lập tức nhe răng cười không thôi, rất nhiều người càng là giết sạch lộ ra. Kiếm Hồng Trần, hôm nay, người nhất định phải chết. Ma Long Tử ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới Tiêu Phàm nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó hết sức trịnh trọng nói. Ma Long Tử, người hẳn là cảm tạ ta giúp các ngươi Long tộc một đại ân. Cảm tạ ngươi, Ma Long Tử cười khẩy. Tiểu tử này chẳng lẽ bị hóa điên rồi a hát, bản thân hận không giết được hắn, lại như thế nào sẽ cảm tạ hắn. Long tộc tu sĩ cũng là nanh vuốt múa chảo, bọn họ đang chờ Ma Long Tử mệnh lệnh. Ngươi sẽ cảm tạ ta, Tiêu Phàm vẫn như cũng ngậm lấy một nụ cười. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai tay đánh ra một cái thủ ấn, quanh người hắn tầng kia vi diệu năng lượng kết giới trong nháy mắt nụ cười, cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Hồng hộc, làm khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên một đầu xông vào phía dưới sơn lâm bên trong. Oanh, Ma Long Tử bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại là trực tiếp tự bạo, kinh khủng sóng xung kích thời khắc đem cả tòa sơn mạch đều cấp hiên phi. Bốn phía đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời, to lớn hư vô liệt phùng xuất hiện ở hư không, tựa như muốn đem cái thế giới này đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Tự sát, Long tộc tu sĩ vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đến chiêu này. Chẳng lẽ hắn đau khổ chạy trốn hơn nửa tháng, chính là vì ở trong này tự sát sao? Không đúng, Ma Long Tử lại là híp hai mắt, thâm thúy con ngươi ở cái kia trong bụi bẩm tìm gì, hắn có thể không tin Tiêu Phàm cứ như vậy nổ tung. Nhưng mà một khắc sau, Ma Long Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con ngươi cũng run rẩy kịch liệt lên. Ngay sau đó, mặt khác Long tộc cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều kinh hãi nhìn xem cái kia bụi bặm bên trong, tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì một dạng. Phệ Long trùng, có Long tộc kinh hô mà ra, sợ hãi không thôi, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy rậm rạp chằng chịt hắc giáp côn trùng bay vụt mà tới, mọc ra dữ tợn ngụm lớn, lộ ra bén nhọn răng, nhìn một đám Long tộc tê cả ra đầu. Nhanh, xuyên chiến giáp. Đừng dùng thần lực và công kích linh hồn, lấy binh khí, giết. Long tộc tu sĩ mặc dù sợ hãi, nhưng đối mặt phệ long trùng, cũng không có chạy trốn, ngược lại sát tâm nổi lên. Loại này hận, dường như đến từ trong xương cốt. Ở đây long tộc, bọn họ không biết có bao nhiêu tiên liệt chết ở phệ long trùng nanh vuốt phía dưới. Bây giờ nhìn thấy, trước tiên nghĩ tới chính là diệt sát, mà không phải chạy trốn. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ làm sao ứng phó phệ long trùng loại này ma trùng tộc, biết rõ long tộc thần lực và công kích linh hồn không có hiệu quả, chỉ có thể lấy ra binh khí công kích. Bang bang, lấy Ma Long Tử cầm đầu long tộc tu sĩ, tất cả đều lấy ra riêng mình pháp bảo, mặc vào bảo giáp, đằng đằng sát khí nhìn xem đối diện đánh tới phệ long trùng. Dù là trước đó đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ cũng không có như thế chỉnh tề tinh tế sát khí, thời khắc này những cái này long tộc. Nghiễm nhiên chính là một chi huấn luyện qua thiết huyết long quân. Ma Long Tử ánh mắt u lãnh,
trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại Tiêu Phàm vừa mới tự bạo lời nói. Chẳng lẽ hắn là cố ý đem chúng ta dẫn tới, nói cho chúng ta biết phệ long trùng tồn tại. Ma Long Tử trong lòng nghĩ thầm, nếu thật là dạng này, cái kia long tộc thực phải cảm tạ hắn. Nếu để cho là phệ long trùng tiềm phục tại long phượng tộc thí luyện cổ lộ, tương lai thừa dịp long tộc không sẵn sàng, cho long tộc một kích chí mạng, long tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Ma Long Tử không phải người ngu, hắn cũng rốt cuộc minh bạch được, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đã hận không nổi Tiêu Phàm làm nhiều như vậy, cái này hơn nửa tháng lại nhiều lần khiêu khích hắn, cũng chỉ là vì đem bọn hắn dẫn hướng nơi này. Hắn cũng biết, Tiêu Phàm nếu là ôn hòa nhã nhặn nói cho bọn hắn phệ long trùng sự tình, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chỉ là, đối diện phệ long trùng thực sự nhiều lắm, chỉ bằng bọn họ những cái này long tộc tu sĩ, có thể chưa chắc có thể ngăn cản được a. Có khả năng rất lớn, bọn họ đều phải chôn ở nơi đây. Thở sâu, Ma Long Tử dứt bỏ mặt khác suy nghĩ, lại là nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt phệ long trùng đã giết tới đây. Như Tiêu Phàm kế hoạch như vậy, long tộc cùng phệ long trùng, hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Kết chiến trận, mắt thấy phệ long trùng sắp đánh tới thời khắc, Ma Long Tử bỗng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt biến hóa thành bản thể, hóa thân một đầu dài 10 trượng hắc sắc ma long. Hiển nhiên, đây là hắn cường đại nhất trạng thái, bằng không mà nói, hắn liền sẽ biến thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, bằng vào lực lượng cũng đủ để quét ngang hết thảy. Chỉ là đối mặt phệ long trùng, cho dù là Ma Long Tử, cũng không dám khinh thường. Nói xong, long tộc tu sĩ cũng không chút do dự, hơn ngàn long tộc toàn bộ đều biến thành dài 10 trượng long, kết thành nguyên một đám to lớn chiến trận. Từ trên cao nhìn tới, cái này hơn ngàn long tộc chiến trận, nghiễm nhiên chính là một đầu cự long hình dạng. Khó trách long tộc danh xưng thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc, chỉ là loại này lực lượng, liền chưa có người có thể so sánh a. Trên không trung, Ngọc Kỳ Tử không khỏi cảm khái nói. Đừng nói hắn, chính là Bạch Ma cùng Tiêu Phàm cũng bị long tộc khí thế cho khiếp sợ đến. Hơn ngàn long tộc tạo thành chiến trận, uy thế cực kỳ đáng sợ, cho dù thánh đế cảnh cường giả, trên khí thế cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Ta nếu có một cái dạng này thiết quân, thái cổ thần giới, lại có sợ gì? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới chấn thế đồng quan bên trong thần ma vệ. Đáng tiếc, chi này lực lượng nói là thuộc về hắn, nhưng hắn bây giờ căn bản không dùng đến. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng nghĩ qua, chi này thần ma vệ, cuối cùng không là của hắn, tốt nhất là bồi dưỡng một chi bản thân thiết quân. Lần trước để sư huynh từ Tu La Điện chọn lựa cái kia 800 người tiến vào thế giới của ta tu luyện, hơn nữa từ Bách Sát Các lấy được cái kia 100 đại đế cảnh, có lẽ có thể thử một chút. Tiêu Phàm thở sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Bách Sát Các lấy được cái kia 100 tu sĩ, đã tất cả đều vượt qua đại đế kiếp, đột phá đến đại đế cảnh, có thậm chí đã bước vào đại đế cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có biểu diễn cỗ này lực lượng, nguyên bản Tiêu Phàm đang còn muốn long phượng tộc thí luyện cổ lộ bên trong tìm một chỗ để bọn hắn lịch luyện một phen. Hiểu mà thời gian dài như vậy đến nay, Tiêu Phàm đều không có tìm được thích hợp. Tiêu Phàm cũng biết kiếm bất ma không sắc bén đạo lý, một lần này, hắn đã âm thầm quyết định, qua một đoạn thời gian, liền để những người kia rời đi trong cơ thể của hắn thế giới, ở cái thế giới này ma luyện một phen. Dù sao, hắn ở thể nội thế giới bố trí chỗ kia cổ địa mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng không muốn để cho bọn họ mất đi tính mạng. Giết, gầm lên giận dữ đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại là Ma Long Tử lần nữa ra lệnh. Xuất lĩnh lấy long tộc tu sĩ tạo thành chiến trận cùng phệ long trùng đụng vào nhau. Cuồng bạo khí thế, khiến cho toàn bộ tinh không đều mãnh liệt lay động, bậc này đáng sợ công kích, thực sự vì kinh khủng. Tiêu Phàm ba người từ trên cao nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu cự long, cầm trong tay pháp bảo, tiến quân thần tốc, vạch tìm tòi đối diện phệ long trùng đại quân phòng ngự. Vô số phệ long trùng tại hư không nổ tung, bị long tộc tu sĩ pháp bảo chém giết. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, thật sự là phệ long trùng số lượng nhiều lắm, nhiều đến làm lòng người rét lạnh. Làm đợt thứ nhất phệ long trùng bị ma diệt về sau, lại có đợt thứ hai phệ long trùng vọt lên, bọn họ tựa như hung hãn không sợ chết, chỉ muốn thôn phệ đối diện long tộc tu sĩ.
Long tộc tu sĩ cũng là mảy may không sợ, khí thế như hồng, bọn họ hơn ngàn long tộc tạo thành chiến trận, nghiễm nhiên chính là chiến tranh thu hoạch cơ. Những nơi đi qua, phệ long trùng tất cả đều nổ bay, một mảnh thê thảm. Đây chính là chiến tranh a. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói, tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ trải qua bậc này đáng sợ chiến đấu. Mặc dù hắn khó chịu ma long tử làm người, nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm cũng bị đám này long tộc cho lây nhiễm. Ma long tử càng là đứng mũi chịu sào, trở thành chiến trận này đội quân mũi nhọn, trùng sát tứ phương, cũng không có bởi vì hắn là long tử thân phận mà bị phù hộ ở trung ương. Tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, ma long tử phần này quả cảm, để Tiêu Phàm đều có chút bội phục. Theo thời gian trôi qua, một đợt lại một đợt phệ long trùng chém giết tới, ngay từ đầu căn bản không phá nổi long tộc chiến trận phòng ngự, chỉ có bị tàn sát phần. Nhưng mà, làm phệ long trùng vào tới sóng thứ 10 thời khắc, long tộc tu sĩ rốt cục mệt mỏi, bị phệ long trùng xé mở một lỗ lớn. Mấy ngàn phệ long trùng thừa cơ xông vào trong chiến trận, vồ giết về phía long tộc tu sĩ. Sau một khắc, để Tiêu Phàm bọn họ sợ hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy những cái kia phệ long trùng ở chạm đến long tộc lân giáp thời điểm, vậy mà trực tiếp há miệng vạch tìm tòi long tộc lân giáp, chui vào long tộc tu sĩ thể nội. Từng đợt tiếng kêu rên vang vọng thương khung, ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia bị phệ long trùng chui vào bên trong cơ thể long tộc tu sĩ, trên người huyết nhục vậy mà đang nhanh chóng biến mất. Chỉ một lát sau, cũng chỉ lưu lại một bộ xương, quỷ dị chính là, cho dù có được mệnh thạch, cái kia long tộc tu sĩ cũng không thể khôi phục nhục thân. Không đúng, mệnh của hắn thạch bị nuốt, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem phệ long trùng nói. Nhìn kỹ, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia vừa mới thôn phệ long tộc tu sĩ mấy đầu phệ long trùng trên người, vậy mà lượn lờ mệnh thạch khí tức. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ tới phệ thiên ma nghĩ, đám kia căn bản giết không chết, diệt vô tận quái vật. Dị ma, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên vẻ hàn quang, lạnh lùng hướng về những cái kia phệ long trùng. Thời khắc này phệ long trùng, chỗ nào vẫn là thông thường ma trùng tộc A, bọn họ căn bản chính là cùng dị ma không hai, chỉ là bọn hắn thực lực so phệ thiên ma nghĩ mạnh hơn nữa mệnh ngoại chi khí cũng 10 điểm nội liễm. Chuẩn xác mà nói, những cái này phệ long trùng đã có mệnh thạch, cho nên mạng của bọn hắn bên ngoài chi khí căn bản liền sẽ không tiết ra ngoài. Tiêu Phàm một mực mắt không chấp hướng về phía dưới chiến đấu, phệ long trùng chết rất nhiều, có thể chỉnh thể số lượng lại căn bản không có giảm bớt. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, kia liền là những cái này phệ long trùng căn bản cũng không có chết, bọn họ đang không ngừng phục sinh. Thế nhưng là, vì sao bị phệ long trùng nuốt lấy thân thể long tộc lại ngay cả phục hồi như cũ cơ hội cũng không có chứ? Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu, dù sao, coi như phệ long trùng chui vào long tộc tu sĩ thể nội, long tộc cũng có thể tự hủy thân thể trốn qua một kiếp A. Thở sâu, Tiêu Phàm hiển lộ ra thân thể, chuẩn bị hướng về xa xa chiến trường bay đi. Tiểu tử, ngươi làm gì? Bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm dị động, vội vàng gọi hắn lại. Vừa rồi hắn nhìn thế nhưng là kinh hồn táng đảm, ước gì rời xa phệ long trùng đây. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại muốn chủ động gia nhập chiến trường, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Ta phải đi làm rõ ràng một việc, Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đem đám này phệ long trùng phân chia đến dị ma loại này, nếu là dị ma, vậy liền không chỉ là long tộc địch nhân, đồng dạng cũng là nhân tộc địch nhân. Hơn nữa Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm, tương lai có một ngày, nhân tộc cũng đồng dạng sẽ gặp phải đáng sợ dị ma, hiện tại thừa dịp những cái này dị ma còn không mạnh, nhiều hơn tìm hiểu một chút thực lực của bọn nó cũng là chuyện tốt. Sự tình gì, chúng ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bạch ma hay là không muốn Tiêu Phàm đặt mình vào nguy hiểm. Phía dưới, theo một chút long tộc bị phệ long trùng thôn phệ long trùng công kích càng ngày càng điên cuồng. Mà long tộc ưu thế lại ở chậm rãi biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, có một số việc, các ngươi không giúp được ta. Nói xong, Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố hướng về phía dưới tinh thần thế giới phóng đi, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Phàm lời nói. Tinh thần thế giới không chung, long tộc cùng phệ long trùng điên cuồng rảo sát cùng một chỗ, theo thời gian trôi qua,
Long tộc lại bị áp chế ở hạ phong. Ổn định chiến trận, giết. Ma Long Tử gầm thét không thôi, trên người của hắn vải giáp màu đen lấp lóe lấy u quang, không biết so với bình thường Long tộc muốn đã cường đại đến gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, ở hắn ngoại thân còn bao trùm lấy một tầng không biết dùng kim loại gì chế tạo áo giáp, cho dù là phệ long trùng, cũng không phá nổi phòng ngự của nó. Chỉ bất quá, mặt khác Long tộc lại không có hắn vận tốt như vậy, theo bọn họ chiến trận bị xé mở một lỗ lớn, Long tộc thời khắc đều có tu sĩ bị phệ long trùng gặm giết. Vẻn vẹn một nén nhang, Long tộc liền chết gần 100, cho dù là đại đế cảnh, bọn họ cũng sẽ không lại phục sinh, bởi vì bọn họ mệnh thạch đã bị phệ long trùng nuốt lấy. Một trận chiến này 10 điểm thảm liệt, mặc dù phệ long trùng số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm, cũng không phải này 1000 Long tộc tiêu hao nổi. Giờ khắc này, Ma Long Tử trong lòng lại bắt đầu ghi hận Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm đem bọn hắn dẫn tới nơi này, cái kia tộc nhân của hắn cũng sẽ không chết ở phệ long trùng ma nha phía dưới. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải là hối hận thời điểm, ai bảo hắn tự mình nghĩ giết Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm trái lại lợi dụng hắn, có cái gì không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ma Long Tử nhất phương Long tộc tu sĩ, từ 900 giảm bớt đến 800, sau đó chỉ còn lại có 700. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, bọn họ tất cả đều muốn nằm tại chỗ này, dù là hắn Ma Long Tử cũng không ngoại lệ. Từ từ, Ma Long Tử một đám cấp dưới cũng bắt đầu khủng hoảng lên, đáng chết phong suất vượt qua bọn họ ranh giới cuối cùng về sau, bọn họ sợ hãi của nội tâm liền sẽ không ngừng lên cao. Mà một khi sinh ra lòng mang sợ hãi, vậy bọn hắn muốn diệt đi phệ long trùng, cơ hồ là không thể nào. Đều do cái kia kiếm hồng trần, nếu không phải hắn, chúng ta há lại sẽ gặp gỡ phệ long trùng. Đáng chết, ta nếu là có thể sống sót, định cùng hắn không chết không thôi. Những cái này phệ long trùng thực sự nhiều lắm, bằng vào chúng ta, không thể nào là đối thủ, Long Tử, chúng ta đi nhanh đi. Ma Long Tử một đám thuộc hạ đã bắt đầu oán trách, chiến trận cũng bắt đầu lay động, thỉnh thoảng có phệ long trùng xông phá chiến trận phòng ngự, sát nhập vào trong bọn họ. Ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như từng chuôi đao nhọn đồng dạng, sau mặt khác long tộc ngực. Ma Long Tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cứ tiếp như thế, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, cái này tinh thần thế giới vì sao xưng là Táng Long Uyên, có những cái này phệ long trùng tồn tại, đến bao nhiêu long tộc, ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết, đoán chừng cũng phải mai táng ở chỗ này. Chỉnh hợp chiến trận, ta thái cổ Ma Long nhất tộc, chưa từng lui qua một bước. Ma Long Tử trên người máu me đầm đìa, nhục thể của hắn cùng phòng ngự tương đối cường đại, nhưng là bị mấy cái phệ long trùng công kích được. Còn tốt không để cho phệ long trùng xâm nhập thể nội, bằng không mà nói, hắn Ma Long Tử đoán chừng cũng đã bỏ mình đạo tiêu. Hiện tại, những người khác có thể loạn, nhưng hắn không thể loạn. Chưa từng, mặt khác Long tộc tựa như nhận lấy Ma Long Tử cảm nhiễm, tất cả đều dùng sức quát ầm lên, thanh âm chỉnh tề tinh tế. Ta Long tộc vô số tiền bối, có vẻ như chém giết phệ long trùng, chúng ta lại có thể nào e ngại, đánh cược ta thái cổ Ma Long tộc tôn nghiêm, cũng phải đem những cái này phệ long trùng cho tiêu diệt. Ma Long Tử quát to. Hắn bốn cái móng vuốt không chần chờ chút nào, mỗi một lần huy động, đều có bó lớn phệ long trùng chết ở công kích của hắn phía dưới. Bản Long Tử còn không sợ, các ngươi sợ sao? Ma Long Tử quát lên. Không sợ, Long tộc tu sĩ gầm thét. Vậy liền chiến, thẳng đến chém hết cuối cùng một cái phệ long trùng mới thôi. Ma Long Tử gào rít giận dữ, con người đỏ bừng như máu. Chiến, Long tộc tu sĩ khí thế lần nữa tăng vọt, tựa như trong nháy mắt lại tìm về bản thân, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Đối mặt cái kia rậm rạp chằng chịt phệ long trùng, bọn họ cũng sẽ không e ngại, ngược lại sát tâm nổi lên. Vừa mới chạy tới Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, cái này Ma Long Tử mặc dù bá đạo một điểm, nhưng thực là một cái hợp cách thống soái. Nếu là ta Tu La tộc có thể có dạng người này, lo gì không thể. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói. Sau đó hắn trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt khóa chặt phía dưới phệ long trùng, trực tiếp xông qua. Hô, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trong phệ long trùng, trong tay hắn Tu La kiếm chán phóng từng đạo kiếm khí bén nhọn.
mỗi chém xuống một kiếm, đều sẽ có mảng lớn phệ long trùng bị rào sát. Kiếm hồng trần, ma long tử nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện lần nữa, cũng là kinh ngạc không thôi. Ma long tử, người chớ cao hứng quá sớm, ta cũng không phải tới giúp ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói, đương nhiên, ngươi cũng đừng chết quá sớm, vạn nhất đem cái chết của ngươi trách tội đến trên người của ta, người thái cổ ma long nhất tộc đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ta. Ma long tử mí mắt hơi nhíu, hắn biết rõ, Tiêu Phàm thực sự nói thật, ai cũng biết hắn ma long tử một mực truy sát Tiêu Phàm. Nếu như hắn chết ở chỗ này, thái cổ ma long nhất tộc tuyệt đối sẽ giết Tiêu Phàm cho ma long tử báo thù. Yên tâm, người chết ta đều sẽ không chết, ma long tử lạnh lùng đáp lại. Đó là tốt nhất rồi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thân ở vô tận bên trong phệ long trùng, vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, đoán chừng cũng chỉ có hắn Tiêu Phàm. Hồng hộc, Tiêu Phàm một kiếm vung ra, mảng lớn phệ long trùng bị hắn một kiếm đánh nát đầu, thi thể cũng bị kiếm khí chém vỡ. Phệ long trùng mặc dù không sợ long tộc thần lực, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là nhân tộc tu sĩ, nhân tộc thần lực, bọn chúng căn bản không làm gì được. Ma long tử bọn họ không có phát hiện là, bị Tiêu Phàm chém giết những cái kia chết đi phệ long trùng bên trong, có từng tia huyền diệu năng lượng bị Tiêu Phàm hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lông mày không khỏi khóa chặt lên, trong lòng kinh ngạc nói, bọn họ vậy mà cũng không có mệnh thạch, chỉ là mệnh ngoại chi khí càng thêm cô đọng, hơn nữa dung hợp khí số. Loại tình huống này, quả thực cùng phệ thiên ma nghĩ giống như đúc a. Lấy được cái này một cái kết luận, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nếu như ma trùng tộc cũng là cái này đặc tính, cái kia ma trùng tộc chẳng phải là cũng là dị ma. Những cái này long tộc tu sĩ còn không biết, bọn họ đối mặt là dị ma, có thể tu la tộc tiền bối lại sớm đã phát hiện, mà lại còn đang bách sát chiến trường khốn trụ rất nhiều. Không đúng, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện lên một cái kinh khủng suy nghĩ, mệnh ngoại chi khí dung hợp thành khí số nhập thể, vậy cái này cùng ta khí số nhập thể có gì khác biệt? Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm toàn thân không khỏi bỗng nhiên run một cái. Hắn là bởi vì chính mình là thiên đố chi nhân, cho nên không đi không được con đường này, dùng khí số rèn luyện thân thể, mới có thể tiếp nhận thể nội thế giới khuếch trương. Nhưng những cái này phệ long trùng đây, bọn họ lại là vì cái gì? Chẳng lẽ tất cả phệ long trùng cũng như hắn đồng dạng, bị thiên đố kỵ sao? Tiêu Phàm nhìn trước mắt vô số phệ long trùng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng, bọn chúng tuyệt đối không phải bị thiên chi đố kỵ. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc một dạng lung lay, nếu như những cái này phệ long trùng cũng là thiên đố chi nhân, vậy cũng thật là đáng sợ. Bởi vì, phệ long trùng vẻn vẹn ma trùng tộc một cái tộc đàn mà thôi, ở trong ma trùng tộc, tối đa cũng là thuộc về trung thượng mà thôi. Hồng hộc, cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, mấy cái phệ long trùng bỗng nhiên cắn một cái ở Tiêu Phàm trên cánh tay, máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, một trường đánh giết mấy đầu kia phệ long trùng, vội vàng lui lại. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày hơi hơi ngưng tụ, hắn cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ sức mạnh huyền diệu ở lan tràn, cỗ lực lượng kia cực kỳ bá đạo, muốn phá hủy hắn nhục thân cùng linh hồn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cỗ này lực lượng, những cái kia long tộc đang bị cắn bên trong về sau, mới không có phản kháng lực lượng sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó thúc giục thể nội thần long huyết mạch. Theo thần long huyết mạch sôi trào, Tiêu Phàm cả người kịch liệt run lên, lại là trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia bỗng tăng vọt, long tộc huyết mạch tựa như là cỗ lực lượng kia chất xúc tác một dạng. Lực lượng giống như phong bạo, quét sạch toàn thân của hắn, thậm chí chuẩn bị trùng kích không gian ý thức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm phản ứng cũng cực kỳ tấn mãnh, nhanh chóng ngừng vận chuyển thần long huyết mạch. Quả nhiên, cỗ lực lượng kia lập tức lại uể oải xuống, Tiêu Phàm cái trán rịn ra không ít tỉ mỉ mồ hôi, hắn giờ mới hiểu được, vì sao phệ long trùng là long tộc khắc tinh. Long tộc huyết mạch chi lực, có thể so sánh hắn Tiêu Phàm thể nội thần long huyết mạch muốn thuần túy rất nhiều, một khi thôi hóa, dù là long tộc cũng không khả năng dừng lại. Làm cỗ lực lượng kia tăng vọt đến cực hạn về sau, có thể trong nháy mắt trọng thương long tộc tu sĩ nhục thân cùng linh hồn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Mà hắn Tiêu Phàm khác biệt, trong cơ thể hắn chủ yếu nhất vẫn là vô tận chiến huyết mà thôi,
Phệ Long trùng cắn chúng hắn lúc, rót vào trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia, căn bản liền thế nhưng hắn. Thế nhưng là, Ma Long Tử không phải cũng là máu me đầm đìa sao, làm sao hắn liền không sao đây? Tiêu Phàm ánh mắt vừa nhìn về phía xa xa Ma Long Tử, lại là phát hiện, Ma Long Tử vết thương trên người cũng là một chút vết cào, cũng không phải là vết cắn. Nói cách khác, chỉ có Phệ Long trùng răng mới có thể phóng thích loại kia độc. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Thình thịch, lúc này, Tiêu Phàm bên người truyền đến mấy tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy mấy cái Phệ Long trùng bị một cái móng vuốt tung bay. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Một đạo tức giận thanh âm vang lên, lại là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái cũng tới đến Tiêu Phàm trước mặt. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng Tiêu Phàm, nhất là ở nhìn thấy Tiêu Phàm bị Phệ Long trùng cắn bị thương về sau, bọn họ càng là không chút do dự vọt lên. Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma, hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi Tiểu Bạch, những cái này Phệ Long trùng tại sao không có mệnh thạch, người cũng đã biết nguyên nhân. Không phải là nói nhảm sao? Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, nói, bọn chúng cũng không phải thú tộc, cũng không phải nhân tộc, chuẩn xác mà nói, bọn họ là một đám từ bên ngoài đến chủng tộc, ở đâu ra mệnh thạch? Từ bên ngoài đến chủng tộc, Tiêu Phàm nhíu mày, cảm giác mình rốt cục bắt được cái gì? Lại rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi là nói, bọn họ là tới từ cái nào tiểu thế giới, không thuộc về thái cổ thần giới. Bạch Ma do dự một chút, thật sâu thở dài nói, ngươi bây giờ cũng mau đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng khoảng cách thánh đế cảnh cũng không xa, nói cho ngươi cũng không sao. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, mặt khác phân ra mấy cỗ linh hồn phân thân không ngừng chém giết đến gần Phệ Long trùng. Trong miệng ngươi những thế giới nhỏ kia, kỳ thật đều thuộc về thái cổ thần giới, bởi vì đại bộ phận tiểu thế giới, cũng là thái cổ thần giới tu sĩ sáng tạo ra. Bạch Ma sắp xếp lời nói một chút, nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không cắt đứt Bạch Ma lời nói, bất quá Bạch Ma lời nói, lại là rất dễ hiểu. Đại đế cảnh liền có thể tu luyện ra thế giới, cái thế giới này cũng là đơn độc tồn tại, thái cổ thần giới có vô số đại đế cảnh trở lên tu sĩ, tự nhiên có vô số tiểu thế giới. Nhưng là đột nhiên, Bạch Ma lời nói xoay chuyển, nói, những cái này Phệ Long trùng, cùng những cái kia ma trùng tộc, lại cũng không thuộc về thái cổ thần giới. Vậy bọn hắn thuộc về chỗ nào? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Ngọc Kỳ Tử liền không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, Bạch Ma đắng chát cười một tiếng, nói ta chỉ biết rõ, bọn họ một khi đại lượng xuất hiện, chính là thái cổ thần giới đại kiếp buông xuống, mỗi một lần đại kiếp, thái cổ thần giới đều sẽ sinh linh đổ thán. Đại kiếp, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, hai chữ này, giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở Tiêu Phàm trong đầu. Hắn từng nghe Táng nói qua mấy chữ này, cũng nghe Tu La Tổ Ma cảm thán chẳng qua thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại kiếp? Tất nhiên ma trùng tộc cùng đại kiếp có quan hệ, vì sao thái cổ thần giới vạn tộc còn cho phép bọn họ tồn tại? Tiêu Phàm cau mày. Không phải cho phép bọn họ tồn tại. Mà là căn bản liền giết không bao giờ hết bọn họ, đương nhiên, đoán chừng còn có một số bí mật không muốn người biết, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bạch Ma thật sâu thở dài. Không đúng, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ma, nói ta nhớ được, người khi đó là cùng Trường Sinh Đại Đế đồng quy vô tận, Trường Sinh Đại Đế đại biểu là Vô Trần Thiên Cung. Mà Vô Trần Thiên Cung hẳn là thái cổ thần giới nhất phương, nói cách khác, ngươi là Vô Trần Thiên Cung địch nhân. Ngươi cùng những cái này Phệ Long trùng là nhất phương. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt trở nên hết sức sắc bén, liền tựa như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm đến Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma làn da đau nhức. Nghe nói như thế, Ngọc Kỳ Tử liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, phòng bị nhìn xem Bạch Ma. Ta có thể bảo đảm, ta theo ma trùng tộc không phải cùng một bọn, lúc trước cùng Trường Sinh cái kia hỗn chướng đồng quy vô tận, cũng là bởi vì hắn ám hại ta. Bạch Ma lắc đầu. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Tiêu Phàm giọng nói vô cùng vì lăng lệ. Ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào chứng minh, nhưng là có một số việc, ta không thể nói. Bạch Ma nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, huống hồ, cùng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta là hạng người gì, ngươi còn không nhìn ra được sao? Vậy nhưng chưa hẳn, Tiêu Phàm thu hồi cái kia ánh mắt lạnh lùng, giang tay ra nói. Bạch Ma thấy thế. Lập tức cũng nở nụ cười, hắn biết rõ Tiêu Phàm đây là lựa chọn tin tưởng hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì,
ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, mệnh ngoại chi khí nhập thể phương pháp, xác thực không phải cái thế giới này tu luyện thủ đoạn, nhưng cũng không phải là tất cả dùng loại phương pháp này tu luyện, đều thuộc về dị ma. Bạch Ma cho Tiêu Phàm một cái khẳng định ánh mắt. Ngươi muốn tìm đáp án, về sau có thể tiến về thiên hoang, đến nơi đó, tất cả liền tự nhiên sáng suốt. Bạch Ma lại bổ sung một câu. Thiên hoang sao? Tiêu Phàm cau mày, lại thật dài hít một hơi. Hai chữ này, hắn đã không biết nghe bao nhiêu lần, chỗ đó, nghiễm nhiên chính là một cái ngoài tầm với thế giới. Một ngày nào đó, ta sẽ đi. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ác liệt. Nghe được Bạch Ma một lời nói, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong lòng cũng kiên định một cái niềm tin, Tu La tộc cũng không phải dị ma. Tu La tộc tu luyện thủ đoạn mặc dù cùng ma trùng tộc có chút liên quan, nhưng vẫn có khác biệt về bản chất, bởi vì Tu La tộc có được thái cổ thần giới đặc thù mệnh thạch. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Bạch Ma đều biết ma trùng tộc không thuộc về cái thế giới này, có thể thái cổ thần giới lại làm cho hắn tồn tại đây. Tiêu Phàm trong lòng có một cái to gan phỏng đoán, chỉ là cuối cùng hắn vừa khổ cười lắc đầu. Nếu như suy đoán này là thật, cái kia thái cổ thần giới có thể là chơi với lửa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tập trung ý chí, lại là nhìn thấy đại bộ phận phệ long trùng đều không có lựa chọn công kích bọn họ, mà là đánh về phía ma long tử bọn họ một đám long tộc tu sĩ. Giờ phút này, long tộc tu sĩ đã tử vong hơn phân nửa, có thể phệ long trùng số lượng lại giảm bớt 10 điểm đáng thương. Tiểu tử, cái kia ma long tử thế nhưng là hận không giết được ngươi, ngươi sẽ không còn muốn cứu bọn họ à? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, nhìn không được khuyên nhủ. Hiện tại hắn nhưng là ước gì ma long tử cùng phệ long trùng đồng quy vu tận đây, cái này hơn nửa tháng truy chính bọn họ cũng không phải bình thường hung, hắn nơi nào sẽ để Tiêu Phàm đi cứu bọn họ đâu. Cái này ma long tử, mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng không phải là chán ghét như vậy. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân thể liền biến thành một đạo thiểm điện nhào tới. Kỳ thật, Tiêu Phàm còn có một câu chưa hề nói, kia liền là cái này phệ long trùng mệnh ngoại chi khí. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Nếu như bằng vào hắn và Bạch Ma mấy người đối phó cái này bao nhiêu phệ long trùng, tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng hiện tại, có nhiều như vậy long tộc tu sĩ xuất thủ, ứng phó phệ long trùng coi như nhẹ nhõm rất nhiều. Long tộc không thể triệt để gạt bỏ phệ long trùng, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng rút ra phệ long trùng thể nội mệnh ngoại chi khí. Nhưng là Tiêu Phàm có thể a. Bạch sắc thạch đầu có thể nhẹ nhõm rút ra trong cơ thể của bọn họ mệnh ngoại chi khí cùng số mệnh, đương nhiên, những cái này phệ long trùng thể nội chỉ có mệnh ngoại chi khí, cũng không có thuần túy khí số. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm dựa vào thần thông chọc, liền có thể đại khai sát giới. Giết, ma long tử toàn thân nhuốm máu, bộ dáng có chút điên cuồng, một giờ chém giết, khí tức trên thân của hắn cũng càng ngày càng yếu. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu. Hắn cũng sẽ chết ở phệ long trùng răng nanh phía dưới. Thình thịch, vô số phệ long trùng bị ma long tử một đòn chấn vỡ, hóa thành vô số thân thể tàn phế phiêu phù ở hư không. Ma long tử giống như bị điên, mặt mũi dữ tợn, thân thể của hắn đã chết lặng, chuẩn bị nghênh đón đợt tiếp theo phệ long trùng đánh tới. Nhưng mà lúc này, ma long tử bỗng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Đang ở nghiền nát những cái kia phệ long trùng phá toái nhục thân. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm dễ dàng liền đem phệ long trùng nhục thân hủy diệt, lại cũng không có phục sinh. Ma long tử, có hứng thú hay không phối hợp một chút? Tiêu Phàm cười nhìn lấy ma long tử nói. Ma long tử trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, ngược lại là hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi là thủ hộ giả. Cái gì thủ hộ giả? Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành, hơi không kiên nhẫn nói, đừng lãng phí thời gian, có hứng thú hay không hợp tác, trực tiếp một câu a. Tốt, ta hợp tác. Ma long tử giống như gà con mổ thóc một dạng gật gật đầu, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là có chút bất đồng. Thủ hộ giả cái từ này, tựa như là hắn trong lòng một loại nào đó cấm kỵ đồng dạng, liền hắn đều không dám đắc tội. Bất quá ở kiến thức đến Tiêu Phàm năng lực về sau, ma long tử trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng mới. Nếu như dựa vào bọn họ,
dù là đem những cái này phệ long trùng tất cả đều chém giết đồng dạng, đoán chừng cũng đều sẽ một lần nữa sống lại, căn bản không thể triệt để phệ long trùng mẫn diệt. Nhưng là, Tiêu Phàm lại có thể, hắn có được để phệ long trùng không thể sống lại năng lực. Các huynh đệ, trọng chỉnh chiến trận, cho ta giết. Ma Long Tử đứng mũi chịu sào, dẫn đầu xông vào cái kia đầy trời bên trong phệ long trùng, có hy vọng sống sót, Ma Long Tử lòng tin cũng không giống nhau. Những người khác tự nhiên cũng nhận Ma Long Tử cảm nhiễm, nhìn thấy Ma Long Tử hung hãn không sợ chết, bọn họ lại nơi nào còn dám do dự đây. Nhìn thấy còn dư lại 500 long tộc lại như là ăn phải thuốc lắc xông pha chiến đấu, Tiêu Phàm lại là cảm khái không thôi cùng hâm mộ. Long tộc thân làm thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc, quả thật có chỗ khác biệt, loại này vô địch khí thế, phóng nhãn cả nhân tộc, cũng không có bao nhiêu người có thể so. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cũng liền bận bịu đi theo, nhiệm vụ của hắn không phải chém giết phệ long trùng, mà là thôn phệ bị chém giết phệ long trùng thể nội mệnh ngoại chi khí. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói, quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Theo không ngừng thôn phệ, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu cũng chán phóng hào quang rực rỡ, Tiêu Phàm càng là có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh huyền diệu sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Khí số, Tiêu Phàm hơi kinh hãi, bạch sắc thạch đầu lại đem thôn phệ phệ long trùng mệnh ngoại chi khí chuyển hóa đã thành khí số phụng dưỡng cho hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thể nội linh hồn bản thể lập tức nhanh chóng luyện hóa loại này vô chủ khí số, trong cơ thể hắn khí số, lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hơn 8.000 nguyên khí số, lại còn không tới cực hạn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Nếu là người bình thường, ở đại đế cảnh đỉnh phong thời điểm, đoán chừng ngàn nguyên khí số đã coi như là không ít, nhưng hắn bây giờ lại là người bình thường dòng dã 8 lần. Mà cái dung hợp này quá trình, so với người bình thường mà nói độ khó. Như thế nào chỉ có 8 lần đây? Bất quá, một lần này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cảm giác, bản thân đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, hẳn là không bao lâu. Ha ha, phệ long trùng, cũng chỉ đến như thế. Phía trước truyền đến Ma Long Tử tiếng cười to, nhìn thấy phệ long trùng số lượng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, hắn tự nhiên là lòng tin tăng vọt. Mặt khác long tộc tu sĩ cũng là cũng giống như thế. Bọn họ hoàn toàn dứt bỏ rồi sợ hãi trong lòng. Nếu là có thể giết chết những cái này phệ long trùng, bọn họ chắc chắn trở thành long tộc công thần, mà bọn họ có thể sống sót mà nói, nhất định sẽ lấy được long tộc một số lớn ban thưởng. Nghĩ tới đây, còn dư lại 400 đều long tộc càng thêm điên cuồng lên. Tiêu Phàm cũng là cười tủm tỉm đi theo phía sau bọn họ, hắn căn bản không cần động thủ, có thể thu hoạch lại là to lớn. Nếu như Ma Long Tử biết rõ Tiêu Phàm cái gọi là hợp tác, là vì lấy được phệ long trùng thể nội mệnh ngoại chi khí, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. 9.000 nguyên, làm phệ long trùng bị chém giết một nửa thời điểm, Tiêu Phàm thể nội khí số tan trong dung hợp 2.000 nguyên, mà quá trình này, hắn mới vẻn vẹn hao tốn hơn một canh giờ mà thôi. Phải biết, hắn bình thường một năm đều chưa chắc có thể dung luyện nhiều như vậy a. 9.100, 9.200. 9.800, Tiêu Phàm trong lòng không ngừng đếm thầm lấy, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bản thân dung hợp khí số cực hạn càng ngày càng gần, một khi đạt tới cực hạn, có thể liền là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong dấu hiệu A. Chờ nhiều năm như vậy, một ngày này rốt cuộc phải lại tới sao? Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội khí số càng ngày càng tiếp cận một vạn nguyên số lượng, trong lòng đã bắt đầu đếm thầm lấy, có một loại khó có thể ức chế mừng rỡ. Hắn đã không biết khát vọng bao lâu có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, một ngày này, rốt cuộc phải lại tới. Một khi đột phá đại đế cảnh, thế giới của hắn lại sẽ lần nữa đại khuếch trương, đoán chừng thể nội cũng sẽ sinh ra vài trăm cái thế giới. Đến lúc đó, bằng vào thế giới chi lực, là hắn có thể đủ nghiền ép đại bộ phận cùng giai tu sĩ. Chỉ là Tiêu Phàm không biết, mình liệu có thể có được cùng thánh đế cảnh tiền kỳ một trận chiến năng lực. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, muốn đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn xem táng long uyên bên trong phệ long trùng càng ngày càng ít, Tiêu Phàm trong lòng cũng khẩn trương lên. 9.800, 9.900. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thể nội khí số gia tăng cũng càng ngày càng tiếp cận một vạn số lượng, Tiêu Phàm nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Một vạn,
nên chém giết chết cuối cùng một cái phệ long trùng, hấp thu bạch sắc thạch đầu truyền tới mệnh ngoại chi khí lúc, Tiêu Phàm thể nội khí số rốt cục đạt đến 10000 số lượng. Tiêu Phàm đã chuẩn bị xong muốn đứng vững thế giới mở rộng cái kia một cỗ cường đại áp lực. Nhưng mà một khắc sau, hắn tựa như một cái quả cầu ra xì hơi một dạng. 10000 khí số, còn chưa tới cực hạn của ta. Tiêu Phàm vẻ mặt phiền muộn. Nguyên bản hắn cho là mình dung hợp 10000 khí số, liền cũng lại không thể dung hợp, có thể nhờ vào đó đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân còn có thể tiếp tục hấp thu khí số, khoảng cách cực hạn còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng là cũng bởi vì một lần này đoạn ngắn khoảng cách, Tiêu Phàm không dám mạo hiểm, lần trước bởi vì dung hợp khí số không đủ, hắn thiếu chút nữa chịu thiệt hại lớn. Lần này, Tiêu Phàm tình nguyện muộn một chút đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Kiếm hồng trần, một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là ma long tử biến thành thân người, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ở sau lưng hắn, còn có hơn 300 long tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần ma long tử một câu, bọn họ liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành bột mịn. Tiểu tử, chúng ta cứu các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Bạch ma cùng Ngọc Kỳ tử trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn xem đối diện ma long tử nói. Ma long tử không để ý đến bạch ma, mà là đột nhiên xá một cái thật sâu, nói tạ. Một bái này, để ở đây long tộc tu sĩ đều kinh ngạc hết sức, bọn họ không phải tìm đến Tiêu Phàm báo thù sao? Tiêu Phàm đem bọn hắn dẫn tới phệ long trùng xào huyệt không nói, cuối cùng làm hại bọn họ tổn thất hơn 600 huynh đệ, ma long tử tự nhiên còn bái hắn. Long tử, trong đó một cái long tộc tu sĩ không cam lòng, thấp giọng kêu lên. Im miệng, ma long tử hiển nhiên đã đoán được cái kia long tộc ý tứ, trầm giọng nói, nếu như không phải kiếm hồng trần giúp chúng ta phát hiện phệ long trùng xào huyệt, về sau chúng ta tổn thất liền không chỉ mấy trăm huynh đệ, mà là đến gấp trăm lần tính, thậm chí vạn lần tính long tộc. Đám người nghe vậy, lập tức trầm mặc, ma long tử không có nói láo, phệ long trùng khủng bố, bọn họ đã thiết thân thể hội. Hơn nữa, hôm nay nếu không phải kiếm hồng trần xuất thủ, chúng ta có ai có thể sống rời đi sao? Ma long tử lại nói. Nghe nói như thế, rất nhiều long tộc cúi xuống cao ngạo đầu. Đúng vậy a, nếu như hôm nay không phải kiếm hồng trần xuất thủ, bọn họ cái này còn sót lại hơn 300 người cũng không khả năng sống sót, nhưng bây giờ, bọn họ lại là toàn bộ long tộc công thần. Một phần này công lao, đã đủ để cho bọn họ đời sau nhận mặt khác long tộc vạn thế kính ngưỡng. Tạ, ngay sau đó, không ít long tộc cũng khom người xuống, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, mình là theo đuổi giết Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không cảm tạ Tiêu Phàm, đây không thể nghi ngờ là một loại rất lớn châm chọc. Kiếm hồng trần, long nữ ta sẽ không bỏ qua, chúng ta đi. Thật lâu, ma long tử nói một câu không giải thích được. Liền mang theo hơn 300 long tộc hướng về sâu trong tinh không lao đi. Rất nhiều long tộc không nghĩ tới ma long tử như thế quyết đoán, bọn họ còn nghĩ đi tới phương tìm kiếm một phen đây, dù sao nơi này là phệ long trùng xào huyệt. Kiếm hồng trần, thay ta hủy long tộc xào huyệt, Tiêu Phàm nhìn qua ma long tử bọn họ rời đi, lại là đột nhiên nghe được ma long tử truyền âm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ta nói ngươi sẽ cảm tạ ta. Nhìn đến cái này ma long tử cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Hắn còn không ngốc, thật vất vả giết chết tất cả phệ long trùng, có thể vậy mà không nhìn tới một lần liền rời đi, ai biết phệ long trùng từ xào huyệt có cái gì, vạn nhất có khó lường bảo bối đây. Bạch ma trực tiếp khinh bỉ nói. Đúng, người so với hắn thông minh, Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ma long tử không có điều tra phệ long trùng xào huyệt. Là bởi vì ma long tử không muốn thiếu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm để bọn hắn phát hiện phệ long trùng, hơn nữa còn giúp bọn hắn tiêu diệt phệ long trùng, cái này có thể là công lao thật lớn, ma long tử không có khả năng làm như không thấy. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn nhường hắn không còn cừu thị Tiêu Phàm mà thôi, còn không đến mức thả hắn từ bỏ táng long uyên bên trong đồ vật. Ma long tử sở dĩ từ bỏ, là bởi vì hắn thấy. Hôm nay hắn còn chiếm được 300 cái có thể đồng sinh cộng tử thuộc hạ, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Hơn 300 cái long tộc,
tương lai cũng chắc chắn trở thành cùng giai bên trong người nổi bật, có một chi long quân ở, Ma Long Tử có thể không sợ tất cả. Bởi vậy, vì cảm kích Tiêu Phàm, Ma Long Tử liền đem Táng Long Uyên bên trong tài phú giao cho Tiêu Phàm. Về phần hủy đi Phệ Long trùng xào huyệt, Ma Long Tử tự nhiên sẽ để ở trong lòng, hắn cố ý cho Tiêu Phàm lời đồn, chính là muốn Tiêu Phàm mau chóng hủy đi. Coi như Tiêu Phàm không hủy đi, quay đầu Ma Long Tử cũng sẽ trở về, hủy đi Táng Long Uyên. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử còn đang ngẩn người, liền dẫn đầu hướng về Táng Long Uyên bên trong trùng đi. Không thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm trong lòng còn có chút buồn bực, cũng may Ma Long Tử đem Táng Long Uyên cho hắn, Tiêu Phàm lúc này mới thoải mái mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm ba người liền đến Phệ Long trùng hang ổ Táng Long Uyên, nhìn xem cái kia to lớn truyền tống trận, Tiêu Phàm trầm giọng nói trước hủy đi cái này truyền tống ngọc đài. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người gật đầu, bất quá Bạch Ma nhưng có chút buồn bực nói, ta không nghe nói ma trùng tộc cũng có hiểu trận pháp a, cái này ngọc đài là ai bố trí đây? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng của hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, Phệ Long trùng xuất hiện ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, có lẽ chính là một người nào đó âm mưu. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thử nghiệm thông qua truyền tống trận truyền tống đến đối diện, nếu như vạn nhất truyền đến đối phương chân chính hang ổ, vậy coi như thực sự là cửu tử nhất sinh. Về sau kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Lấy Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử thực lực, hủy đi một cái truyền tống trận, chỉ là một kiện nhất chuyện quá đơn giản mà thôi, bất quá những cái này Bạch Ngọc lại bị Tiêu Phàm thu thập lại, có lẽ tương lai sẽ có hắn dùng. Tiểu tử, mặt đất này có gì đó quái lạ. Lúc này, cách đó không xa lại truyền tới Bạch Ma kinh ngạc thanh âm. Tiêu Phàm vội vàng đi tới, theo Bạch Ma ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy nguyên một đám nhỏ bé thông đạo thông hướng sâu thẳm mặt đất chỗ sâu. Xa xa nhìn tới, liền tựa như rất nhiều than tổ ong lỗ thủng đồng dạng, thông đạo lít nha lít nhít, nối thành một mảnh, nhìn người tê cả da đầu. Không cần nghĩ cũng biết, những cái này thật nhỏ thông đạo chính là Phệ Long trùng thông hành, chỉ từ những thông đạo này số lượng, liền có thể tưởng tượng Phệ Long trùng cái kia số lượng kinh khủng. Ma Long Tử bọn họ có thể sống sót, hơn nữa thành công phá hủy Phệ Long trùng cứ điểm này, vận khí đoán chừng chiếm rất lớn thành phần. Công tử, Phệ Long trùng cũng chưa chắc quá ngu rồi a hát, bọn họ vì sao đem truyền tống trận xây ở bên ngoài, mà không phải xây ở lòng đất đây? Ngọc Kỳ Tử nghi ngờ nói. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cau mày, hai người cũng nghĩ không thấu nguyên nhân này. Các ngươi nói, truyền tống trận này có khả năng hay không căn bản cũng không phải là dùng để truyền tống Phệ Long trùng, mà là dùng để truyền tống vật khác, hơn nữa nhất định phải xây trên mặt đất đây. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm không nói, nhưng Bạch Ma nói khả năng này vẫn phải có, ánh mắt của hắn hướng về mặt đất những thông đạo này, có chút xuất thần. Nếu như cái này bạch sắc ngọc đài, là dùng làm hắn dùng, cái kia truyền tống Phệ Long trùng truyền tống trận, hẳn là trong lòng đất. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vậy chúng ta phía dưới đi xem một cái chẳng phải sẽ biết sao. Bạch Ma không chút nghĩ ngợi nói. Nói xong, thân thể của hắn biến thành một con mèo nhỏ, cùng Phệ Long trùng hình thể không phân cao thấp, vừa vặn có thể từ cái này thật nhỏ thông đạo thông qua. Ngọc Kỳ Tử cũng không chút do dự, biến thành một đầu thật nhỏ kỳ lân, cũng chỉ có Bạch Ma lớn nhỏ, có thể tùy ý ghé qua ở trong đường hầm. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là cười khổ một hồi, hắn nhưng là nhân tộc, rất nhiều nhân tộc có được trở nên lớn năng lực, nhưng là cũng không có thay đổi tiểu nhân năng lực. Nếu như bên trên cái ngọc đài này là dùng làm hắn dùng, Phệ Long trùng truyền tống trận tại bên ngoài mà nói, phía dưới khả năng còn có mặt khác Phệ Long trùng. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, 10 điểm nghiêm túc nói. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử vừa mới đi vào thông đạo, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lập tức thật giống như bị đạp cái đuôi tiểu miêu đồng dạng, hô một tiếng liền thối lui đến Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm mỉm cười, không chút hoang mang nói, cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là xốc lên mặt đất. Hồng hộc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng chán phóng sáng chói lợi mang, đầy trời kiếm khí tung hoành, dưới chân bọn hắn thổ địa lập tức hóa thành vô số bột mịn. Tiểu tử, vạn nhất bên trong có bảo bối bị ngươi hủy diệt làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế thô lỗ, Bạch Ma không khỏi giận mắng lên. Chẳng lẽ ngươi liền không thể dùng linh hồn chi lực quan sát một chút sao?
Tiêu Phàm 10 điểm chăm chú nhìn Bạch Ma nói. Bạch Ma ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn lúc này mới hiểu, đúng vậy a, bản thân dùng linh hồn chi lực liền có thể dò xét đến phía dưới tình huống, căn bản không cần thiết tự mình xuống dưới a. Nhưng vừa rồi hắn lại còn nghĩ đến cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái xuống dưới điều tra một lần, đây quả thực là ngu xuẩn thấu. Tiêu Phàm một kiếm phía dưới, phương viên hơn 10 dặm thổ địa tung bay, lập tức bộc lộ ra sâu trong lòng đất một mảnh không gian thật lớn. Từ trên cao nhìn tới, liền tựa như một đầu vực sâu khổng lồ nằm ở cái này tinh thần thế giới bên trong, tĩnh mịch mà bao la hùng vĩ. Đây là cái quỷ gì? Nhìn phía dưới thâm uyên, Bạch Ma trực tiếp lên tiếng kinh hô, thật sự là cái này thâm uyên quá lớn. Cũng may cái này trong vực sâu, cũng không có phệ long trùng tồn tại. Xem ra những cái kia phệ long trùng ở nhìn thấy hơn ngàn long tộc xuất hiện sau, bọn họ cũng muốn toàn lực ứng phó hủy diệt long tộc. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy thâm uyên, linh hồn chi lực trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ thâm uyên, nhưng hắn kinh ngạc chính là, đầu này thâm uyên vậy mà nhìn không thấy đáy. Các ngươi cảm thấy cái này thâm uyên như cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng hỏi. Giống một đầu long, Ngọc Kỳ Tử không chút do dự mở miệng, Bạch Ma cũng trịnh trọng gật đầu. Cái này mênh mông thâm uyên, từ trên cao quan sát phía dưới, lại là giống như một đầu thần long nằm ở mặt đất. Ta biết đây là cái gì? Đột nhiên, Bạch Ma con người co rụt lại, đây là một cái long mạch, phệ long trùng đem xào huyệt xây ở long mạch phía trên, rút ra long mạch chi khí, liền có thể trắng trợn sinh sôi. Long mạch sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, long mạch hắn cũng đã gặp không ít, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy long mạch, cho dù là cửu âm thần long. Đoán chừng cũng không có cái này long mạch cuồn cuộn. Cái này long mạch, 89 phần 10 đã có linh trí, chỉ là bây giờ vô cùng có khả năng đã bị phệ long trùng thôn phệ. Ông lúc này, chỉ thấy một vệt sáng từ cái kia thâm uyên chỗ sâu nở rộ mà ra, xông thẳng tới chân trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thật thuần túy năng lượng, Ngọc Kỳ Tử từ trong thâm tâm cảm khái nói. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đã hóa thành một vệt sáng nhào tới. Trong chớp mắt, đạo kia lưu quang liền bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Cái này là của ta xem trước đến. Bạch Ma kêu to, muốn từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt đạo kia lưu quang. Nếu không so tài một chút, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm, cười híp mắt nhìn xem Bạch Ma nói. Bạch Ma bỗng nhiên dùng mình một cái, chỉ có thể không phục nói, có loại đừng có dùng vũ khí, cùng ta dùng nhục thân đơn đấu. Ngươi quá yếu, không hứng thú. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt nói. Bạch Ma phiền muộn hết sức, lúc này, Ngọc Kỳ Tử cũng bay tới, nghi ngờ hỏi, công tử, đoàn này quang mang là cái gì? Đây là tổ long chi khí. Tiêu Phàm không có giấu giếm, mà là hết sức trịnh trọng nói ra, ngay sau đó một ngụm liền đem đoàn kia quang mang nuốt vào thể nội. Lưu cho ta một nửa. Bạch Ma kêu to, đáng tiếc, Tiêu Phàm đã đem quang mang kia nuốt vào trong bụng, còn đánh ở một cái. Không thấy, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Xem như ngươi lợi hại, Bạch Ma khẽ cắn môi, răng phát ra một trận tiếng ken két. Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng lại là rơi vào trầm tư, khó trách phệ long trùng sẽ đem hang ổ xây ở chỗ này, nguyên lai nơi này lại có một đầu tổ long mạch. Không đúng, đây cũng là không hoàn chỉnh tổ long mạch, bằng không mà nói, bằng vào những cái này đại đế cảnh phệ long trùng căn bản không làm gì được nó. Ta sở dĩ có thể nhanh chóng dung luyện 2000 nguyên khí số, cũng chính bởi vì phệ long trùng thôn phệ không ít tổ long chi khí, chỉ còn lại có vừa mới một đoàn nhỏ. Bởi vì tổ long chi khí tồn tại, những cái kia phệ long trùng mệnh ngoại chi khí bên trong, còn ẩn chứa từng tia tinh thuần long mạch chi khí, sau đó bị bạch sắc thạch đầu dung luyện, cuối cùng tốt rồi ta. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Tiêu Phàm trên mặt lại hiện lên một vòng chờ mong, một lần này. Thôn phệ đoàn này tổ long chi khí, ta cũng hẳn là có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong rồi a hát. Lần sau cho ngươi, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạch Ma nói. Nếu như Bạch Ma có thể thôn phệ đoàn này tổ long chi khí, đoán chừng cũng có thể khôi phục đến đại đế cảnh đỉnh phong. Lần sau, đây chính là tổ long chi khí a, ngươi cho rằng là hàng vỉa hè hàng sao. Bạch Ma trợn trắng mắt, vẻ mặt phiền muộn. Có thể lại không dám cùng Tiêu Phàm chăm chỉ. Vậy ta quay đầu dùng cái gì bù đắp ngươi, hiện tại, trước hủy đi viên tinh thần này thế giới lại nói. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị nói. Oanh, vừa dứt lời,
Tiêu Phàm trên người đột nhiên phồng lên lấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, dưới chân của hắn, bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống lên. Muốn đột phá, cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma vẻ mặt kinh ngạc. Ầm ầm, Tiêu Phàm thể nội truyền đến chi trận ầm ầm thanh âm, tựa như mài đời cuộn tại hủy thiên diệt địa đồng dạng, khí thế đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm quanh thân, cũng chán phóng một cỗ đáng sợ uy thế, hung mãnh năng lượng ba động giống như vòi rồng quét về phía bốn phương tám hướng. Dưới chân hắn, rậm rạp chằng chịt khe hở giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử đều dọa cho phát sợ, vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm đột phá, vậy mà lại tạo thành thanh thế lớn như vậy. Giờ phút này, Tiêu Phàm cắn chặt răng, thừa nhận thể nội thế giới khuếch trương mang tới áp lực thật lớn. Đang thôn phệ vừa rồi cái kia một đoàn tổ long chi khí về sau, Tiêu Phàm thể nội khí số trong nháy mắt lại tăng 2000 nguyên, hơn nữa căn bản không cần luyện hóa, liền cùng mình dung hợp. Không hổ là tổ long chi khí, chính là thiên địa thuần túy nhất năng lượng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cảm thán nói. Ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ sở, nếu để cho người khác biết rõ, hắn một cái đại đế cảnh tu sĩ, thôn phệ một đoàn tổ long chi khí đến đột phá, nhất định sẽ mắng hắn bại gia tử. Phải biết, cho dù là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm tới thuần túy nhất tổ long chi khí a. Ở đại đế cảnh, chỉ cần tầm thường khí số cùng nguyên tinh liền có thể tu luyện, dùng tổ long chi khí hoàn toàn chính là lãng phí. Một khi đột phá thánh đế cảnh, bình thường nguyên tinh đã không có quá nhiều giá trị, nhất định phải phẩm cấp cao nguyên tinh, hoặc là thuần túy nhất nguyên khí. Tổ long chi khí, chính là thuần túy nhất nguyên khí một trong, mặt khác, Tiêu Phàm trên người cửu u chi khí, cũng là thuần túy nhất nguyên khí bên trong một loại. Chỉ bất quá hai loại nguyên khí, một loại là chí dương, một loại là chí âm. Đang thôn phệ long mạch chi khí về sau, Tiêu Phàm dung hợp khí số đã đạt đến kinh khủng 12.960 nguyên, cũng đạt tới hắn nhục thân dung luyện khí số cực hạn. Cho dù là Tiêu Phàm có lòng muốn áp chế tu vi, cũng căn bản áp chế không nổi, thể nội thế giới đã bắt đầu tiếp tục khuếch trương. Tiêu Phàm rất nhanh tập trung ý chí, bây giờ là đột phá thời điểm mấu chốt nhất, nhất định không thể phân tâm. Thế giới mở rộng mang tới loại đau khổ này, không cẩn thận liền sẽ đem nhục thể của hắn cho ép thành bột mịn, bất kể như thế nào, đều phải kiên trì lên. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong, trong đó 100 thế giới đang nhanh chóng khuếch trương, trong chớp mắt lại tăng mạnh mấy lần có thừa. Mông lung kia trong hỗn độn, rốt cuộc lại có mấy chục gần trăm cái đạo quang mang nở rộ, hiển nhiên đó đều là mới hình thành thế giới. Những cái này thế giới mở ra, cho Tiêu Phàm cũng mang đến sức mạnh rất lớn, hắn cả người huyết mạch phún trương, cơ bắp tựa như muốn nổ tung một dạng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ chốc lát sau, trong hỗn độn lại có thế giới mới mở ra, vô số thiên địa lực lượng tác dụng ở trên người hắn, cho dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể chịu được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sớm đã bị ép thành phấn vụn. Nếu như chết ở thế giới của mình nghiền ép phía dưới, kia liền là chuyện cười lớn. Tiêu Phàm trong lòng tự giễu cười một tiếng. Hắn lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng, sinh tử thế giới lực lượng, giết chóc thế giới chi lực chờ nhiều loại lực lượng, giờ phút này cũng đang nhanh chóng bành trướng, thiếu chút nữa thì để nhục thể của hắn nổ tung. Bất quá cũng may hắn năng lực khôi phục 10 phần không sai, dù sao, dung luyện hơn 12.000 nguyên khí số, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chỉ cần khí số chưa hết, hắn Tiêu Phàm liền có thể bất tử. Mà lúc này, bạch sắc cũng chảy ra một cỗ mát mẽ lực lượng sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, thay hắn làm dịu loại đau khổ này. Tiêu Phàm cắn răng kiên trì, cái này đối với hắn mà nói, nghiễm nhiên chính là một lần khảo nghiệm sinh tử. Người bình thường đột phá một cái tiểu cảnh giới, nào có hắn như vậy thống khổ và gian nan. Nhưng hắn là thiên đố chi nhân vốn liền không nên tồn tại ở trên đời này, tu luyện so người khác khó khăn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn thực lực mới có thể so người khác hiếu thắng. Kinh lịch thường người thường không thể trải qua thống khổ, mới có thể đạt tới thường người thường không thể đạt tới thành tựu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm nhục thân bên trên đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, rịn ra vô số từng tia dòng máu màu vàng óng.
ở dưới chân hắn, càng là xuất hiện vô số khe hở, khiến cho toàn bộ tinh thần thế giới đều run rẩy kịch liệt lên. Tiểu tử này đột phá làm sao sẽ náo ra lớn như vậy động tĩnh? Bạch Ma đứng ở trên không, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới tất cả. Không cần hai chúng ta động thủ, công tử liền phải đem tinh thần thế giới làm hỏng. Ngọc Kỳ Tử đắng chát cười một tiếng, hắn một lần lại một lần đánh giá cao Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ở đại đế cảnh hậu kỳ, liền có thể trà đạp hắn, bây giờ cùng là đại đế cảnh đỉnh phong, đây chẳng phải là giết hắn liền như chơi đùa. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ Tử trong lòng cũng không dám lại có tâm tư khác. Ầm ầm, mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm dưới chân Táng Long Uyên tinh thần thế giới đã bắt đầu sụp đổ, hóa thành thật nhỏ nham thạch bay vụt nghĩ bốn phương tám hướng. Một ngôi sao thế giới, sinh sinh bị Tiêu Phàm lực lượng cho dẫm nát, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này thừa nhận lực lượng. Cỗ này lực lượng, nếu là đánh vào đại đế cảnh tu sĩ trên người, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được. Cho dù là lần nữa đối mặt huyết khuyết cùng ma long tử đỉnh phong lực lượng, Tiêu Phàm cũng căn bản sẽ không có bất kỳ e ngại. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái vẻ mặt mộng bức nhìn phía dưới tinh thần thế giới tan rã, trong bọn họ tâm cũng rung động thật sâu một cái. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, có ai đột phá thời điểm, còn phải hủy đi một cái thế giới đây. Đây vẫn chỉ là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong mà thôi, nếu như về sau muốn đột phá thánh đế cảnh, còn đến mức nào? Ngày kế, Táng Long Uyên vị trí tinh thần thế giới rốt cục vẫn là triệt để tan rã. Hóa thành vô số thiên thạch nhìn về phía sâu trong tinh không. Lúc này, khoảng cách Táng Long Uyên không xa một ngôi sao trên thế giới, Ma Long Tử híp hai mắt nhìn xem Táng Long Uyên vị trí, ở sau lưng hắn, mấy người long tộc tu sĩ lại là trợn mắt hốc mồm. Công tử, người nhường hắn hủy đi Táng Long Uyên, nhưng hắn trực tiếp đem Táng Long Uyên vị trí tinh thần thế giới bắn cho nát. Trong đó cùng một cái long tộc nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê. Mặt khác long tộc cũng chẳng tốt đẹp gì, khó nén trong lòng vẻ chấn động. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Ma Long Tử vuốt vuốt Thái Dương huyệt, bất đắc dĩ cười nói. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Ma Long Tử đang ở theo dõi hắn, hắn đứng ở đầy trời hư vô, cảm thụ được sức mạnh của bản thân, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Đại đế cảnh đỉnh phong, không biết cùng bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ so sánh, lại như thế nào đây? Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, ở không biến thân điều kiện tiên quyết, điều động thế giới chi lực, hắn đều muốn so với chính mình đại đế cảnh hậu kỳ lúc cường đại hơn gấp 10 có thừa. Nếu là thi triển tu la đệ tứ biến, trở thành tu la chi thể, Tiêu Phàm đều không cách nào tưởng tượng, bản thân mạnh bao nhiêu. Chúc mừng tiểu tử ngươi, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử đi tới, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Bạch Ma còn có chút khó chịu. Tiêu Phàm chính là độc thôn cái kia một đoàn tổ long chi khí. Lúc này mới thành công đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được bọn họ lời nói đồng dạng, sâu thẳm con ngươi, lạnh lùng hướng về dưới chân tinh không. Đây là, Bạch Ma quay đầu nhìn tới thời khắc, con ngươi cũng là mãnh liệt co rụt lại. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Bạch Ma thần sắc, vẻ mặt không hiểu ra sao, cũng theo ánh mắt hai người nhìn tới. Ngay sau đó, Ngọc Kỳ Tử tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, cả người đều run rẩy kịch liệt lên. Nơi xa, hư không chậm rãi chữa trị, Táng Long Uyên vị trí tinh thần thế giới đã toàn bộ biến mất, khắp nơi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, ở Táng Long Uyên biến mất địa phương, lại là xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng phương lưu chuyển lên vô số thần văn, tựa như một đạo phong ấn. Nhưng mà, phong này ấn lại là trong suốt, xuyên thấu qua màn sáng. Có thể thấy rõ ràng vô số côn trùng ở trong đó nhúc nhích. Côn trùng lít nha lít nhít, tựa như một vùng biển mênh mông đồng dạng, sương mù màu đen quay cuồng, lượn lờ chân trời, khiến cho cả mảnh trời khung đều mở đi. Vẻn vẹn liếc mắt một cái, liền để Tiêu Phàm ba người tê cả ra đầu. Phệ long trùng, toàn bộ là phệ long trùng, Ngọc Kỳ Tử rốt cục nhìn không được la hoảng lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Những cái này phệ long trùng số lượng. So với trước đó bọn họ cùng Ma Long Tử chờ long tộc hợp lực giết chết phệ long trùng, không muốn biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Trước đó những cái kia phệ long trùng, nếu như so sánh một cái hồ nhỏ mà nói, vậy trước mắt phệ long trùng, nghiễm nhiên chính là một mảnh hải dương,
nhiều đến nhiều vô số kể, một cái trông không đến cuối cùng. Không đúng, đây không phải là phệ long trùng. Bạch ma toàn thân lông tóc dựng đứng, không tự chủ lui ra phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn qua phiến kia côn trùng đại dương bao la. Không phải phệ long trùng, Tiêu Phàm không hiểu, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiều như vậy phệ long trùng, nếu là phá mở màn sáng kia, giáng lâm long phượng tộc thí luyện cổ lộ, đoán chừng tất cả long tộc đều phải diệt tuyệt, cho dù là phượng tộc, muốn sống sót, đều rất không có khả năng. Nghe được bạch ma chúng nói chúng nó không phải phệ long trùng, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bọn chúng là dị ma, chân chính dị ma. Bạch ma có chút sợ hãi nói, hai mắt đều trở nên đỏ bừng như máu. Dị ma, Tiêu Phàm sắc mặt tụ biến, hắn nhưng là rất ít gặp đến bạch ma như thế kinh hãi, lại càng không cần phải nói sợ hãi, đám côn trùng này còn là lần đầu tiên nhường hắn làm sao thất thố. Không sai, bọn chúng là dị ma, vừa mới giết chết phệ long trùng, chỉ bất quá có được cùng chúng nó đồng dạng trưởng thành phương pháp mà thôi, nhưng trên người bọn họ không có ma khí. Bạch ma giải thích nói. Tiêu Phàm cẩn thận hồi tưởng một chút, quả nhiên như bạch ma nói tới, trước đó bọn họ giết chết phệ long trùng mặc dù quái dị, nhưng là không có ma khí lượn lờ, ngược lại cùng thái cổ thần giới sinh linh có chút tương tự. Nhưng trước mắt này phiến hắc sắc côn trùng đại dương bao la, lại ma khí ngập trời, hung uy vô hạn, nhìn qua cũng so chết đi phệ long trùng càng thêm hung tàn, khát máu. Ta đã biết, nơi này là năm đó dị ma lưu lại một chỗ thông đạo. Bạch ma đột nhiên lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, nhanh, tiểu tử, dễ tìm nhất đến cái kia ma long tử, nhưng hắn nghĩ biện pháp thông chi long tộc tiền bối, nếu không chúng ta đều sẽ có phiền phức. Bạch ma ngữ khí rất nặng, Tiêu Phàm cũng biết. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như phong này ấn bình yên vô sự, đôi kia mặt côn trùng khẳng định cũng ra không được. Nhưng mà, một khi phong này ấn phá mở, bên trong côn trùng tất cả đều tràn ra mà nói, bọn họ đều có thể bị côn trùng đại dương bao la nuốt hết. Ma Long Tử, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương sâu trong tinh không, vận chuyển thần lực hét lớn một tiếng. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Cái kia ma long tử không phải đã sớm rời đi sao, người gọi như vậy, hắn có thể đủ nghe được sao? Bất quá rất nhanh, để cho hai người mắt trợn tròn chính là, nơi xa một chiếc thần chu nhanh chóng bay vụt mà tới, bên trên thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, người cầm đầu, trừ bỏ ma long tử còn có thể là ai đây? Bọn họ không hề rời đi, bạch ma cùng Ngọc Kỳ Tử kinh dị. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ. Ma Long Tử không phải là tuyệt đối yên tâm bản thân hủy đi cái này tinh thần thế giới, cho nên một mực đợi ở phụ cận tinh thần thế giới. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng làm cho hắn linh hồn phân thân giám thị lấy Ma Long Tử nhất cử nhất động của bọn họ, dù sao, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Ma Long Tử làm người. Một ngày trôi qua, Ma Long Tử mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm hủy diệt táng Long Uyên, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bởi vậy mang theo một chút long tộc đi tới nơi đây. Kiếm Hồng Trần, chúc mừng. Ma Long Tử nhàn nhạt chắp tay, mặt không chút thay đổi nói, gọi ta có chuyện gì? Có cái đồ vật cho ngươi xem một chút. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm ngưng trọng, nhìn thấy cái này côn trùng đại dương bao la, hắn đã có 8 phần nắm chắc xác định, bản thân phía trước phỏng đoán là chính xác. Phệ Long Trùng sở dĩ xuất hiện ở Táng Long Uyên, tuyệt đối không phải ma trùng tộc an bài, mà là có người cố ý thiết kế, 8-9 phần 10 là nghĩ phá mở này phong ấn. Cũng may bạch ma vô ý xâm nhập Táng Long Uyên khu vực, phát hiện phệ long trùng bí mật, bằng không mà nói, đợi đến này phong ấn phá mở, long tộc trẻ tuổi một đời, chờ đợi chính là tai họa ngập đầu. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Ma Long Tử nhíu mày, do dự chốc lát, để thần chu tiếp tục tới gần, sau đó mang theo mấy cái long tộc tu sĩ đi tới Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Hiển nhiên, Ma Long Tử vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm làm người, bằng không mà nói. Hắn căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ đều còn không rời đi. Tiêu Phàm đối Ma Long Tử thái độ lơ đễnh, giơ nón tay chỉ sâu trong tinh không phiến kia màn sáng nói, ngươi xem nơi đó. Ma Long Tử nghi hoặc không hiểu, bởi vì góc độ vấn đề, lúc trước hắn cũng không có phát hiện xa xa màn sáng, thẳng đến đi tới Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Tê Ma Long Tử cùng mấy cái khác long tộc tu sĩ theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, không khỏi đồng thời hít một hơi lạnh. Toàn thân hiện nổi da gà lên.
phệ, phệ long trùng. Trong đó một cái long tộc tu sĩ càng là dọa đến kém chút ngã ngồi trên mặt đất, cũng may lúc trước hắn đã trải qua cùng phệ long trùng chiến tranh, tâm tính coi như cứng cỏi. Nhưng mà, màn sáng kia bên trong phệ long trùng thực sự nhiều lắm, nhiều đến để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Ma Long Tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn biết rõ, lần này thiếu Tiêu Phàm nhân tình, thực thiếu lớn. Màn sáng kia là một đạo phong ấn, đối diện trùng tộc muốn tới, khẳng định cần không ít thời gian, nhưng là... Tiêu Phàm mặt âm trầm, nói ta có thể cảm nhận được cái kia phong ấn ở buông lỏng, đoán chừng không bao lâu, bọn họ liền sẽ tới. Đại khái phải bao lâu? Giờ khắc này, Ma Long Tử không chút do dự lựa chọn tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm ngữ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không dám xác định, nhưng là bên cạnh Bạch Ma lại là đột nhiên 10 điểm khẳng định nói, 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, cái kia phong ấn liền sẽ phá mở. Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị nhìn Bạch Ma một cái, hắn biết rõ Bạch Ma trận pháp tạo nghệ bất phàm, có thể chưa từng có gặp qua hắn thật tình như thế qua. Trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, còn tốt bản thân trước đó ra tay trợ giúp Long Võ Giáp, đứng ở mặt khác Long tộc đối lập mặt. Bằng không mà nói, Ma Long Tử cũng sẽ không bị dẫn tới đây, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện bí mật của nơi này. Một khi 3 tháng thời gian đi qua, cái kia vô số ma trùng liền sẽ giáng lâm Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, thậm chí tác động đến mặt khác vạn tộc thí luyện cổ lộ, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. 3 tháng sao? Ma Long Tử híp híp hai mắt, trầm giọng nói, ta chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp. Không phải tận lực, mà là toàn lực. Tiêu Phàm thần sắc hết sức nghiêm nghị, nếu như sau 3 tháng không cách nào giải quyết những ma trùng này, đối với thái cổ thần giới mà nói, tuyệt đối là một loại tai nạn. Thậm chí, giống như thượng cổ đại kiếp như vậy kiếp nạn, cũng là sớm tiến đến. Ma Long Tử vẻ mặt nghiêm túc hết sức, mặc dù hắn sẽ không kéo dài thời gian, nhưng là 3 tháng thời gian, thực sự quá nhíu chặt, hắn có thể chưa chắc có thể nghĩ đến biện pháp. Bởi vậy, hắn cũng không dám hứa chắc. Một khi sự tình không giải quyết được, đối với Long tộc mà nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản đế không biết, ngươi thân là Ma Long Tử, chắc chắn có các ngươi Long tộc tổ tiên thánh niệm, 3 tháng, chẳng lẽ còn không đủ để triệu hồi ra ngươi Long tộc tổ tiên thánh tướng sao? Bạch Ma ngữ khí biến phải âm trầm. Ma Long Tử thái độ, nhưng hắn có loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nơi này dĩ ma, một khi giáng lâm Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, đầu tiên xui xẻo vẫn là Long tộc cùng Phượng tộc, đối chủng tộc khác có thể chưa chắc sẽ có ảnh hưởng. Dù sao, Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ phát sinh chuyện lớn như vậy, chủng tộc khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thu đến một chút tin tức, có thể sớm dự phòng những cái này dĩ ma. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là chúng ta tự mình đa tình. Dứt lời. Tiêu Phàm hất lên áo bào, liền dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi, về phần đối diện dị ma, Tiêu Phàm cũng lười để ý tới, hơn nữa lấy hắn thực lực, cũng để ý tới không được. Kiếm huynh, ta là có thể triệu hoán Long tộc tiên tổ thánh tướng, nhưng nơi này quá xa vời, tỷ lệ thành công quá thấp, trong vòng 3 tháng chưa chắc có thể thành công a. Ma Long Tử liền vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, ngừng thân hình. Nhìn về phía Bạch Ma, muốn trưng cầu Bạch Ma ý kiến. Muốn triệu hoán thánh tướng, quả thật có khoảng cách hạn chế, cái này cùng thánh tướng bản tôn thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, cảm ứng khoảng cách cũng càng xa. Bạch Ma gật đầu một cái, xem như thừa nhận Ma Long Tử lời giải thích. Như thế xem ra, người có thể triệu hoán Long tộc tiên tổ thánh tướng, đoán chừng thực lực cũng mạnh không đến đâu, còn không bằng không triệu hoán. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ. 10 điểm nghiêm túc nói. Ma Long Tử kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, ta Long tộc tổ tiên thánh tướng không mạnh. Cái kia lại thế nào dù sao cũng là thánh đế cảnh a, thậm chí khả năng vượt qua thánh đế cảnh, làm sao ở ngươi trong miệng không tính mạnh đây. Tiểu tử, ngươi đừng lãng phí thời gian, tốt nhất cút về tìm ngươi Long tộc tiên tổ tới đây, chí ít cũng phải thánh đế cảnh đỉnh phong, mới có thể triệt để ổn định đạo phong ấn này. Bạch Ma không muốn lại cùng Ma Long Tử tốn nhiều miệng lưỡi. Tốt, Ma Long Tử cũng không phải nói nhảm, quay người liền chuẩn bị rời đi thí luyện cổ lộ. Đúng rồi, lúc này, Bạch Ma thanh âm lại vang lên, một tháng, ta nhiều nhất có thể kéo dài thời gian một tháng, nói cách khác,
trong vòng 4 tháng, ngươi nếu về không được, chúng ta cũng không tiếp tục để ý phong này ấn sự tình. Tạ, Ma Long Tử cảm kích thi lễ, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy cái long tộc tu sĩ nói, các ngươi đều lưu lại nơi này, tùy thời chờ đợi kiếm huynh điều khiển. Là, Long Tử, mấy người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là kiên định phục tùng mệnh lệnh. Ma Long Tử rời đi, hắn chỉ đem lấy số ít mấy người rời đi, lấy hắn tốc độ của một người đi đường, ít nhiều cũng có chút không chịu đựng nổi, không bằng một đám người khống chế thần chu đến nhanh. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, để Ma Long Tử mấy người thuộc hạ rời đi, tùy thời chuẩn bị trợ giúp bọn họ. Mấy cái kia long tộc trong lòng vô cùng khó chịu Tiêu Phàm mệnh lệnh, có thể nghĩ đến cái kia vô cùng vô tận ma trùng, bọn họ chỉ có thể âm thầm cắn răng, nói với chính mình là vì long tộc tương lai cân nhắc. Tiểu Bạch, người thật có nắm chắc kéo dài thời gian một tháng. Tiêu Phàm có chút hoài nghi nhìn về phía Bạch Ma nói. Chúng ta không phải còn có 3 tháng thời gian bố trí sao? Nếu như này cũng không cách nào kéo dài một tháng, vậy cũng uổng phí mù rồi. Bạch Ma kiêu ngạo nói, ngay sau đó trong lòng lại mặc niệm một câu, chỉ hy vọng tiểu tử kia trong vòng 4 tháng có thể chạy về. Nói xong, Bạch Ma cùng Tiêu Phàm liền bắt đầu công việc lu bù lên, muốn ngăn trở phong ấn màn sáng phía sau dị ma đại quân, bằng vào hai người bọn họ đại đế cảnh hiển nhiên là không thể nào làm được. Cho dù là sớm chuẩn bị 3 tháng, đoán chừng cũng có chút gian nan, có thể kéo dài thời gian 1 tháng, đối với bọn hắn mà nói đã tính 10 phần không sai. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, 3 tháng thời gian rất nhanh trôi qua, một ngày này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người nhìn chằm chằm cái kia phong ấn màn sáng. Lại là nhìn thấy màn sáng phương thần văn bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo chấn động hướng về 4 phương 8 hướng chấn động đi. Bắt đầu, Bạch Ma vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Tiêu Phàm lông mày cũng vặn thành chữ xuyên, khổng lồ như thế số lượng dị ma trùng kích, này phong ấn sớm muộn đều sẽ phá mở, đoán chừng căn bản dùng không được thời gian bao nhiêu. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng này phong ấn, ở tại bọn hắn bố trí dưới thủ đoạn, có thể đủ nhiều kiên trì mấy ngày. Bằng không mà nói, mấy người bọn họ cũng chỉ có nước chạy trốn. Kiếm công tử, cần chúng ta làm một ít gì sao? Long tộc một đám tu sĩ đi tới phụ cận, người cầm đầu chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm 3 tháng này bận rộn, bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt, biết rõ Tiêu Phàm đang giúp bọn họ long tộc, bọn họ đối Tiêu Phàm hận ý cũng đã biến mất không ít. Thỉnh thoảng sẽ có mấy con dị ma chạy ra, các ngươi đừng để bọn chúng chạy thế là được. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Kiếm công tử yên tâm, một con ruồi đều chạy không thoát. Cái kia long tộc tu sĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn cũng đúng những cái kia dị ma hận thấu xương, hận không thể lập tức diệt hắn môn. Tiêu Phàm không có trả lời, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm phong ấn màn sáng. Thời gian một hơi xói mòn, lòng của mọi người tình cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương lên, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể rõ ràng nghe được Tiêu Phàm tiếng tim đập của bọn họ. Hiện tại, đối với đám người mà nói, mỗi một cái hô hấp cũng là một loại dày vò. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm bọn họ thấy rõ ràng, cái kia phong ấn màn sáng ba động biên độ rõ ràng thêm lớn thêm không ít, thậm chí tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều, tựa như sinh linh xen vào nhau tinh tế hô hấp tiết tấu. Chỉ bất quá này tiết tấu, lại tựa như sét đánh một dạng đánh ở chúng nhân trong lòng. Lại là sau 7 ngày, cái kia phong ấn màn sáng rốt cục rung động kịch liệt lên, tựa như tùy thời có thể nổ lên một dạng. Không được, tiếp tục như vậy, một khi phong ấn phá mở, căn bản không kiên trì được nửa tháng. Bạch Ma thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng, hắn phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá cao mình. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang từ tiền phương truyền đến, chỉ thấy cái kia phong ấn màn sáng bỗng nổ tung. Hóa thành vô số quang vũ trùng kích tứ phương. Phong ấn phá mở, long tộc tu sĩ lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Cái kia nhiều không kể xiết côn trùng, dù chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tim mật phát lạnh, bây giờ bọn chúng vậy mà xông phá phòng ngự, giết tới đây, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây. Rất nhiều long tộc đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, song khi bọn họ quay đầu thời điểm. Lại là phát hiện Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở cái kia, nhìn chằm chằm cái kia phong ấn thông đạo vị trí. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đều không trốn, bọn họ thân phận long tộc, lại có gì mặt mũi chạy trốn đây?
Rất nhiều Long tộc tu sĩ không khỏi sắc mặt đỏ bừng, bọn họ lúc này mới nhớ lại, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma thế nhưng là đáp ứng Ma Long Tử, muốn ở chỗ này thủ vững 4 tháng thời gian. Nếu như bây giờ liền rời đi, vậy coi như thất tín với người. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải cứng nhắc người, nếu như ngăn không được những cái kia dị ma, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tử thủ cái hứa hẹn này, dù sao, những cái này dị ma thực sự nhiều lắm. Dù là có từng tia khả năng, hắn cũng có dùng mệnh đi liều, có thể đối mặt nhiều như vậy dị ma, hắn liền liều dũng khí đều không có. Về phần hắn hiện tại sở dĩ không có chạy trốn, là bởi vì hắn cùng Bạch Ma 3 tháng này bố trí cũng không phải uổng phí. Mắt thấy những cái kia dị ma ở phòng ấn phá mở về sau, sắp xông ra thông đạo. Lúc này, thông đạo lối vào hư vô bỗng chán phóng từng đạo hào quang, xen lẫn thành một cái lưới lớn, lần nữa phòng ấn chặt cửa vào. Lưới lớn phía trên, còn thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, hoàn toàn phòng ấn chặt thông đạo. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, làm thứ một cái lưới lớn thành hình về sau, rất nhanh liền có tấm thứ hai, tấm thứ ba. Thẳng đến tấm thứ 100 lưới lớn thành hình, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma mới nhẹ buông lỏng một hơi, có một lần này trăm đạo phòng ngự, nghĩ đến những cái này dị ma muốn xông phá trói buộc, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng mà, sự thật luôn luôn ở vào hai người dự kiến, vẻn vẹn không đến một canh giờ, dị ma lấy bỏ ra số ít thương vong điều kiện tiên quyết, trực tiếp phá mở tờ thứ nhất hỏa diễm lưới lớn. Phải biết, bọn họ bây giờ cách thời gian 4 tháng. Còn có 16 ngày, có thể dị ma phá giải cái này phòng ngự hỏa diễm chi võng tốc độ, tối đa cũng liền có thể trèo chống 8 ngày nhiều thời giờ a. Mặt khác 8 ngày, bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản dị ma công kích? Tiểu Bạch, còn có biện pháp gì hay không? Tiêu Phàm sắc mặt hết sức âm trầm, hắn không muốn thất tín với người, có thể chiếu tình thế bây giờ đến xem, hắn là không thể nào hoàn thành cái hứa hẹn này. Khó a, Bạch Ma lắc đầu. Những cái này dị ma số lượng thực sự nhiều lắm, ta cũng đánh giá thấp thực lực của bọn nó, vẫn là nghĩ biện pháp rút lui a. Kiếm công tử, nếu như chúng ta đến giúp đỡ chủ trì những trận pháp này đây. Có thể hay không nhiều kiên trì mấy ngày, Long tử hắn nhất định sẽ tới. Lúc này, Tiêu Phàm bên cạnh một cái Long tộc tu sĩ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là nhìn về phía Bạch Ma, hiện tại hắn đối những trận pháp này cũng không chắc. Các ngươi nếu như đồng thời đưa vào thần lực điều khiển trận pháp, có thể nhiều kiên trì mấy ngày, nhưng đối thần lực của các ngươi cùng tâm thần hao tổn cực lớn, mà một khi Ma Long tử cuối cùng không có tới. Bạch Ma ánh mắt lạnh lùng đảo qua bên trong một đám Long tộc. Hắn không có nói tiếp, nhưng hắn trong lòng, cũng 10 điểm bội phục những cái này Long tộc. Sợ chết tu sĩ hắn gặp thực sự nhiều lắm, giống những cái này Long tộc như vậy có gan tu sĩ, phóng nhãn thái cổ thần giới. Đều đã rất ít có thể thấy được mà đến. Một đám Long tộc một trận trầm mặc, bọn họ không sợ chết sao? Tự nhiên cũng là sợ chết, thế nhưng là, bọn họ cũng biết, có nhiều thứ so sợ chết càng đáng sợ hơn. Thật lâu, cầm đầu Long tộc tu sĩ nói, nếu là bây giờ rời đi, chính chúng ta đều sẽ xem thường bản thân, từ nay về sau, chúng ta cũng là Long tộc tội nhân, sống sót còn có ý nghĩa gì? Mặt khác Long tộc tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu. Công nhận này Long lời nói. Kiếm công tử, để cho chúng ta hỗ trợ a, cho dù là chết, chúng ta cũng không trách ngươi. Cầm đầu Long tộc tu sĩ vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu mấy người một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc, những cái này Long tộc không phải là của mình thủ hạ a, nếu là có dạng này một đám vì chủng tộc lợi ích mà không sợ chết người, trong thiên hạ lại có sợ gì. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới. Bản thân vô tận thần phủ đám kia huynh đệ, có vẻ như cũng không tệ, nhất là một mực đi theo hắn lớn lên huynh đệ tỉ muội. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về phía Bạch Ma gật gật đầu. Đã các ngươi không sợ chết, vậy liền chiếu bản đế nói làm. Bạch Ma lạnh rên một tiếng, đối với mấy cái này Long tộc vẫn không có cái gì tốt thái độ, bất quá trong lòng lại là nhiều hơn mấy phần kinh ý. Theo những cái này Long tộc tu sĩ hỗ trợ chủ trì trận pháp. Bạch Ma cùng Tiêu Phàm bố trí hỏa diễm chi võng quả nhiên kiên cố không ít. Ít nhất phải qua 2 canh giờ, mới có thể phá mở một tấm hỏa diễm chi võng, kể từ đó, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, có lẽ có thể kiên trì 16 ngày cũng không nhất định. Chỉ bất quá, cho dù giữ vững được 16 ngày, Ma Long Tử nếu là còn chưa xuất hiện,
cái kia đối với bọn hắn mà nói, chính là một con đường chết. Đến lúc kia, hơn 300 long tộc thần lực và tâm thần khẳng định tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng, muốn từ vô số dị ma răng nanh phía dưới đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. 48 đạo, Tiêu Phàm mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm chi võng, mà bây giờ, mới vẻn vẹn đi qua 8 ngày thời gian. Khoảng cách cùng ma long tử thời gian ước định, còn thừa lại cuối cùng 8 ngày, có thể cái kia 300 long tộc tinh thần khí đã không còn đỉnh phong. Các huynh đệ, chịu đựng, còn có cuối cùng 8 ngày thời gian, chỉ chờ tới lúc long tử đến, chúng ta chính là thắng lợi. Trong đó một cái long tộc tu sĩ hét lớn, cho hắn long tộc tu sĩ động viên. Mọi người chịu đựng, kiên trì, một đám long tộc nhao nhao đáp lại, nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết trong lòng vẻ mệt mỏi. Cuối cùng 8 ngày thời gian, đã trở thành đám người cùng chung mục tiêu. Theo từng tầng hỏa diễm chi võng sụp đổ, thời gian từng ngày xói mòn, đám người khoảng cách mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma Thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, cho rằng ma long tử cùng long tộc cường giả căn bản không có xuất hiện dấu hiệu. Thật chẳng lẽ muốn chờ tất cả mọi người bọn họ chết ở chỗ này, dị ma thành công đổ sát long tộc tu sĩ thời điểm, bọn họ mới đến sao? Tiểu tử, nếu như ma long tử cái kia phế vật không có tới, ngươi cứu bọn họ một mạng a. Bạch Ma thật sâu thở dài một hơi, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta ngược lại là có thể cứu bọn họ, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ theo ta đi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Có bọn họ bố trí, cho dù dị ma cũng phải công kích một canh giờ mới có thể phá mở cái kia hỏa diễm chi võng, chỉ chờ tới lúc tầng cuối cùng phá mở trước đó, bọn họ rời đi nơi này. Một canh giờ, vẫn là đầy đủ Tiêu Phàm bọn họ trốn được. Bởi vậy, Tiêu Phàm mục tiêu cũng không phải là đợi đến cuối cùng một tầng hỏa diễm chi võng phá mở lại đi, chỉ cần 99 tầng hỏa diễm chi võng hủy đi, hắn liền sẽ không lưu ở nơi đây. Là ta đánh giá quá thấp những cái này dị ma thực lực, thời gian 4 tháng, đã vượt quá năng lực của ta. Bạch Ma có chút tự trách nói. Việc này không thể trách ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng từ trầm giọng nói, thời gian 4 tháng, thực không kiên trì được sao? 90 tầng, 91 tầng, 92 tầng, 99 tầng, còn kém 6 canh giờ. Tiêu Phàm thở sâu, bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng tầng. Cho dù tầng cuối cùng có thể kiên trì 2 canh giờ, có thể khoảng cách ước định kỳ hạn, còn thừa lại 4 canh giờ, mà những cái kia long tộc đã sức cùng lực kiệt, bọn họ lại đem cái gì tới chặn đây? Tiêu Phàm cau mày, hô hấp đều trở nên trầm thấp lên, cuối cùng 2 canh giờ, đối với bọn hắn mà nói, nghiễm nhiên chính là tử vong đếm ngược. Một khi tầng cuối cùng hỏa diễm chi võng phá mở, cái kia ma trùng tiến vào mảnh thế giới này, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong. Tiểu tử, vẫn là rời đi a. Bạch Ma nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù trong lòng của hắn kính nể những cái này long tộc tu sĩ cốt khí, nhưng tại tử vong trước mặt, cốt khí lộ ra quá tầm thường. Huống hồ, đối mặt nhiều như vậy dĩ ma, cho dù là đào tẩu, cũng không người có thể trách bọn họ. Dù sao, bọn họ đã giữ vững được gần dòng dã 4 tháng thời gian, khoảng cách sau cùng kỳ hạn, cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mà, cũng chính là cái này mấy canh giờ, trở thành đám người một đạo vĩnh viễn vượt không qua đi khảm. Đúng vậy a công tử, chỉ kém mấy canh giờ, cho dù chúng ta có thể kiên trì, có thể ma long tử cũng chưa chắc có thể đến kịp, đến lúc đó, chúng ta kiên trì còn có ý nghĩa gì đây? Ngọc Kỳ Tử cũng khuyên nói. Nhìn thấy cái kia rậm rạp chằng chịt dị ma, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, một khắc đều không muốn ở lại nơi đây. Nếu như không phải bị quản chế tại Tiêu Phàm, Ngọc Kỳ Tử đoán chừng đã sớm chạy trốn, lại làm sao có thể lưu đến bây giờ đây? Tiêu Phàm không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh từ long tộc tu sĩ trên người nguyên một đám đảo qua, nhưng hắn kinh ngạc chính là, hắn không có từ bất kỳ người nào trên mặt nhìn ra tuyệt vọng. Tựa như bọn họ đều tin tưởng vững chắc ma long tử sẽ xuất hiện đồng dạng, loại ánh mắt này, liền cùng lúc trước Tu La Điện sắp hủy diệt, Tu La Điện huynh đệ tỉ muội ánh mắt nhìn hắn giống như đúc, không chút nào dao động. Chúng ta đáp ứng 4 tháng, liền liều mạng hoàn thành 4 tháng hứa hẹn. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục làm một cái quyết định, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Ai, Bạch Ma chỉ là thật sâu thở dài một hơi, cũng không có khuyên giải Tiêu Phàm. Hắn biết rõ,
Tiêu Phàm tất nhiên làm ra quyết định này, vậy dĩ nhiên là qua cẩn thận cân nhắc, vô luận hắn nói cái gì, Tiêu Phàm cũng sẽ không rời đi. Chỉ bất quá, hắn rất không coi trọng Tiêu Phàm có thể hoàn thành thủ vững 4 tháng hứa hẹn. Một khi không có bọn họ bố trí những trận pháp này, bằng vào bọn họ những người này lực lượng, muốn ngăn trở cái kia hàng vạn mà tính dị ma, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù là bọn họ hoàn thành 4 tháng hứa hẹn, có thể ma long tử căn bản không có đến đây. Một bên Ngọc Kỳ Tử mí mắt một trận cuồng loạn, hắn mặc dù rất muốn rời đi, có thể không có đạt được Tiêu Phàm cho phép, hắn khẽ động cũng không dám động. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Kỳ Tử thân thể đều khẽ run lên, toàn thân càng là hiện nổi da gà lên. Có chút cốt khí được không? Tiêu Phàm không khỏi hung hăng bạch Ngọc Kỳ Tử một cái. Những cái kia không bằng hắn long tộc đều bình tĩnh phi thường, người nhà dù sao cũng là Ngọc Kỳ Lân nhất tộc đỉnh cấp thiên tài a, chẳng lẽ liền những cái này tầm thường long tộc cũng không bằng sao? Công tử, thân thể của ta không nghe sai khiến. Ngọc Kỳ Tử thiếu chút nữa thì khóc lên, không phải hắn không cốt khí, mà là những cái này dị ma số lượng đích thực quá đáng sợ. Tiêu Phàm hung hăng vỗ một cái Ngọc Kỳ Tử bả vai, trực tiếp đem thân thể của hắn nhấc lên, trầm giọng nói, nếu là liền chút dũng khí này đều không có, vậy ngươi còn tiến vào thí luyện cổ lộ làm cái gì? Ngọc Kỳ Tử cúi đầu, lộ ra vẻ mặt vẻ áy náy, lại là không biết trả lời như thế nào Tiêu Phàm. Tầng cuối cùng hỏa diễm chi võng, chỉ còn lại có cuối cùng 2 canh giờ, có lẽ, đây chính là ở đây tất cả tu sĩ cuối cùng có khả năng sống sót thời gian. Thùng thùng, theo thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ trái tim nhảy lên tần suất tăng nhanh không ít, cũng càng ngày càng kịch liệt. Tiêu Phàm thế mới biết, nguyên lai, bọn họ những cái này long tộc tu sĩ, cũng không phải là sợ hãi, mà là bọn họ đều đang cắn răng kiên trì. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái toàn thân kéo căng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, một khi không phải những cái này dị ma đối thủ, bọn họ sẽ trước tiên chạy trốn. Dù sao, những cái kia long tộc tu sĩ bởi vì chủ trì trận pháp, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, nhưng là, Tiêu Phàm mấy người bọn hắn có thể một mực nghỉ ngơi, có thể nói là tinh lực dồi dào. Rầm rầm, Bạch Ma nuốt nước miếng một cái, thần sắc khẩn trương nói, muốn phá. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm chi võng, lại là nhìn thấy hỏa diễm chi võng đã đứt đoạn từng cây, có chút dị ma thiếu chút nữa thì lao đến. Hồng hộc, cũng ngay tại giây phút này, Tiêu Phàm động, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa diễm chi võng chung quanh, toàn lực rảo sát lấy xông tới dị ma. Dị ma nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là ngăn không được Tiêu Phàm công kích, trực tiếp bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Đồng thời, bạch sắc thạch đầu nhanh chóng hấp thu những cái kia mệnh ngoại chi khí. Quả nhiên là dị ma, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, những cái này dị ma, cùng vệ long trùng mặc dù rất giống nhau, nhưng vẫn là có địa phương khác nhau. Bởi vì những cái này dị ma nhục thân, căn bản không thể dung hợp thái cổ thần giới khí số, điểm này, trước đó bị chém giết vệ long trùng là có thể làm được, chỉ là không thuần túy mà thôi. Đây cũng là bởi vì phệ long trùng là thái cổ thần giới sinh linh, mà dị ma cũng không thuộc về tại thái cổ thần giới, tự nhiên không cách nào dung hợp thái cổ thần giới khí số. Chỉ bất quá phệ long trùng cũng không cần khí số tồn tại thể nội, chỉ cần tồn tại mệnh ngoại chi khí mà thôi. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phệ long trùng loại này tu luyện phương pháp, cùng dị ma tương tự. Khó trách bạch ma nói cùng dị ma tu luyện chi pháp giống nhau, cũng không đại biểu dị ma. Mà dị ma, bọn họ tu luyện chi pháp nhất định giống nhau. Xem ra, có thời gian phải lại về bách sát chiến trường một chuyến. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, nghĩ muốn biết rõ ràng những cái này dị ma cấu tạo, nhất định phải bắt một chút đến nghiên cứu một chút. Những cái này dị ma thực lực hắn quá mạnh, đừng nói hắn chưa chắc có thể bắt sống, cho dù có thể, hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngược lại là bách sát chiến trường bên trong dị ma. Vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh cùng cổ thần cảnh, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư một sát na kia, lại có rất nhiều dị ma từ hỏa diễm chi võng khe hở bên trong sông ra, bạch ma phản ứng cực nhanh, một chảo rơi xuống, cũng trong nháy mắt đem những cái kia dị ma cho phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, vẻn vẹn trong phút chốc, những cái kia dị ma nát bấy nhục thân chán phóng ánh sáng khác thường, lần nữa tổ hợp lại với nhau. Tiểu tử, cái này dị ma nhiều lắm,
chúng ta giết không bao giờ hết. Bạch ma hét lớn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Giết không bao giờ hết, cũng phải giết. Tiêu Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu gia đáp ứng ma long tử, nói muốn trấn thủ 4 tháng, cho dù là chết, đều muốn hoàn thành hứa hẹn. Ngươi, bạch ma vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm quyết đoán hoàn toàn khiếp sợ đến hắn. Chỉ là hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc, nói, đã như vậy, cái kia đại gia ta liền bồi ngươi điên một lần, đại gia cũng cho tới bây giờ không ruồng bỏ qua hứa hẹn. Ngọc Kỳ Tử nghe được Tiêu Phàm cùng bạch ma đối thoại, như nhìn tên điên một dạng nhìn xem hai người, trong lòng càng là buồn bực không thôi, không đúng, công tử cùng bạch ma tiền bối, không phải như vậy đại nghĩa lẫm nhiên người a. Ầm ầm, không đợi Ngọc Kỳ Tử lấy lại tinh thần, cái kia hỏa diễm chi võng bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn dị ma từ cái kia thông đạo bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, Ngọc Kỳ Tử trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng. Giết, Tiêu Phàm nhìn thấy những cái kia dị ma lao đến, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, càng là sát tâm nổi lên, một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, căn bản không có bất luận cái gì lui về phía sau chỗ trống. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, hắn liền bị vô số dị ma bao phủ, đem hết toàn lực đem dị ma đánh vào cái kia thông đạo. Vì thái cổ thần giới, bản đế chết cũng không tiếc. Bạch ma cũng ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra khẳng khái hy sinh dáng vẻ, vô số vết cào từ trên người hắn bộc phát ra. Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt ngốc bức, đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy cái kia đầy trời dị ma vào tới, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ngang cũng ngay tại giây phút này, một tiếng long ngâm vang lên, lại là nhìn thấy một đầu vạn trượng cự long hư ảnh xuất hiện trong hư không, khổng lồ long khu, che khuất toàn bộ thương khung. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia vạn trượng cự long hư ảnh bỗng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo gió lốc, bay thẳng dị ma thông đạo mà đến. Hô hô, hư không cuồng phong thổi loạn, để cho người ta không mở mắt ra được, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, chỉ thấy cái kia vô số dị ma bỗng bị cuồng phong cuốn lên, lần nữa thổi vào cái kia dị ma thông đạo. Cái này, Ngọc Kỳ Tử kinh hãi nhìn xem cái kia vạn trượng cự long hư ảnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là vô số dị ma a, thổi một hơi, vậy mà liền đem những cái này dị ma tất cả đều thổi về một cái thế giới khác. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ mà thôi a, nếu như là hắn bản tôn, lại phải làm sao cường đại. Ngọc Kỳ Tử không dám nghĩ tiếp, nhưng Tiêu Phàm cùng bạch ma hai người nhìn nhau, khóe miệng nổi lên một nụ cười, ánh mắt bên trong cũng lộ ra chỉ có hai người bọn họ mang có thể xem hiểu nụ cười. Về phần cái kia 300 long tộc tu sĩ, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt bên trong hết thảy đều lộ ra vẻ sùng bái. Thất tổ, là thất tổ. Có long tộc càng là mừng rỡ như điên, trực tiếp kinh hô mà ra. Long tộc thất tổ đến, trong lòng bọn họ sau cùng một tia lo lắng cũng đều biến mất hết không còn một mảnh, mặc dù bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng tin tưởng ma long tử sẽ trở về. Thật là chính nhìn thấy, trong bọn họ tâm vẫn là cực kỳ không an tĩnh. Long tộc thất tổ, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cái kia vạn trượng cự long tán phát khí tức, cuồn cuộn phiêu miểu, cho dù là hắn. Ở cỗ khí thế kia trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là long tộc đệ thất tổ mà thôi, nghĩ đến phía trước còn có 6 cái so với hắn càng thêm cường hoành nhân vật. Đây chính là long tộc nội tình sao? Tiêu Phàm trong lòng thần sắc hết sức ngưng trọng, long phượng tộc danh xưng thái cổ thần giới thiên hạ đệ nhất chủng tộc, nội tình quả nhiên xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Thiên khung phía trên, thất tổ biến thành vạn trượng cự long hư ảnh. Một hơi đem tất cả dị ma thổi về một cái thế giới khác. Sau đó, vạn trượng cự long hư ảnh hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới cái kia hai cái thế giới chỗ nối tiếp, chỉ thấy cái kia long khu không ngừng thu nhỏ, chỗ lối đi lại là kim quang vạn trượng, đâm đến người không mở mắt ra được. Vượt qua thánh đế cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, cái này vạn trượng cự long tán phát khí tức, vậy mà so với hắn lần trước thấy qua thần phong còn muốn đáng sợ. Tiêu Phàm vừa mới đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, hắn vẫn cho rằng mình đã xem như rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra, ở nơi này các đại nhân vật trước mặt, hắn vẫn như cũ giống như run rế. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy đối thực lực khát vọng. Vạn trượng cự long hư ảnh càng ngày càng nhỏ, mà lúc đầu phong ấn màn sáng ra,
lại là kim quang vạn trượng, giống như một vòng mặt trời nhỏ một dạng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, vạn trượng cự long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn kim sắc bàn quay, xuất hiện lúc trước phong ấn màn sáng vị trí. Xa xa nhìn tới, kim sắc bàn quay tựa như một đầu thánh long nằm, chỉ chặn lại thông đạo vị trí, mặc cho đối diện dị ma làm sao trùng kích, kim sắc bàn quay cũng bất động như sơn. Liền phong ấn, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, bậc này cường giả thủ đoạn, thực như thế nghịch thiên sao? Long tộc thất tổ một tôn thánh tướng nếu là đều không thể phong ấn lối đi này, cái kia thái cổ thần giới đã sớm diệt tộc. Bạch ma bí mật truyền âm nói. Trong con mắt của hắn lại là tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm cái kia kim sắc bàn quay, tựa như muốn xem ra một ít gì. Cũng đúng, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, long tộc thất tổ, thực lực cũng không phải lãng thiên bọn họ có thể so a, thậm chí một tôn thánh tướng đoán chừng đều có thể tùy tiện nghiền sát lãng thiên. Mạnh mẽ như vậy thánh tướng, nếu là đều không thể phong ấn, cái kia xác thực không thể nào nói nổi. Thật lâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, xác thực nhìn thấy chân trời một đạo hắc ảnh chính nhanh chóng tới gần, mấy tức về sau đến Tiêu Phàm trước người. Kiếm huynh, để cho các ngươi đợi lâu, người vừa tới không phải là người khác, chính là Ma Long Tử. Ma Long Tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là bội phục. Chúng ta lâu cũng chẳng có gì. Ngược lại là ngươi cái kia 300 huynh đệ, bọn họ thiếu chút nữa thì thất vọng rồi. Tiêu Phàm đạm mạc nói, trong giọng nói còn có một chút trách cứ ý tứ. Ngươi nha, dù là sớm chút xuất hiện từng cái, cũng không cần dọa đến bọn họ kinh hồn táng đảm a. Ma Long Tử cười gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện Ma Long Tử cùng cái kia long tộc thất tổ đạt tới? Bạch ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Bí mật truyền âm nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm gật đầu một cái, chỉ dựa vào hắn thực lực, tự nhiên không thể nào thấy được long tộc thất tổ núp trong bóng tối. Thế nhưng là, bạch sắc thạch đầu lại có thể nhắc nhở hắn, đây cũng là Tiêu Phàm như thế quyết đoán lựa chọn lưu lại cùng 300 long tộc tu sĩ cùng chết sống nguyên nhân. Tiêu Phàm không phải người ngu, tương phản, hắn nhưng là thông minh hung ác. Làm long tộc thất tổ khóa chặt hắn thời điểm. Bạch sắc thạch đầu bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, mà lúc kia, dị ma còn không có xông qua thông đạo đây. Loại kia cảm giác nguy cơ tự nhiên không phải tới từ dị ma, đã như vậy, cái kia chỉ có một loại giải thích, kia liền là những cường giả khác. Nhưng nơi này là long phượng tộc thí luyện cổ địa, bình thường chủng tộc cường giả là không thể nào tiến vào nơi này, Tiêu Phàm cũng liền trước tiên xác định là Ma Long Tử mời người đến. Nếu như lúc kia hắn mang theo bạch ma cùng ngọc kỳ tử chạy trốn, cái kia long tộc cường giả nhất định sẽ thấp liếc hắn một cái, thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết cũng không phải không thể. Bởi vậy, Tiêu Phàm tương kế tự kế, tất nhiên cái kia long tộc cường giả muốn quan sát bản thân, vậy mình liền để đối phương nhìn thấy hắn tinh thần trọng nghĩa bạo dạp một mặt, chí ít cũng có thể tranh thủ một chút hảo cảm. Có cái này hảo cảm, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không vì khó bản thân cái này nhân tộc tu sĩ. Một lần này ngươi đánh cuộc đúng, may mà chúng ta không có chạy trốn. Bạch ma âm thầm tán dương, nội tâm của hắn cũng có chút may mắn không chạy trốn, bằng không không thể thiếu một phen phiền phức. Dừng một chút, bạch ma lại nói, bất quá bản đế cũng phản ứng 10 điểm linh mẫn, Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy bản đế biểu diễn thế nào, có phải hay không phối hợp rất kịp thời. Nói đến đây, bạch ma ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ đắc ý. Hắn vừa rồi thế nhưng là một bộ khẳng khái đại nghĩa hình tượng a. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, người biểu diễn quá sốc nổi, không hợp cách. Ta làm sao lại, bạch ma không cam lòng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn bỗng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới, người còn chưa tới gần, ở đây tất cả tu sĩ liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Thiên khung phía trên. Một đạo áo trắng thân ảnh chân trần nha tử, lăng không dạo bước mà đến, liền tựa như ở trên đất bằng hành tẩu một dạng. Đó là một cái hết sức trẻ tuổi nam tử, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, một đôi con mắt màu vàng óng giống như đá quý màu vàng óng đồng dạng chiếu lấp lánh. Sóng mũi cao, gò má trắng nõn, tướng mạo cùng nhân tộc cơ hồ không có bất luận cái gì hai dạng, thậm chí so phần lớn nhân tộc còn muốn tuấn giật phi phàm. Chỉ là trên mặt của hắn bao trùm lấy từng mảnh thật nhỏ vảy màu vàng kim, lộ ra một loại khí tức đắt tiền,
để cho người ta cao không thể chạm. Trên người hắn trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, để ở đây tu sĩ đều sinh ra một loại nhỏ bé như ở trước mắt một dạng cảm giác. Bái kiến thất tổ, Ma Long Tử cùng một đám long tộc tu sĩ nhao nhao cung bái nói, trong đôi mắt tràn đầy một đám sùng bái mù quáng. Đây chính là long tộc thất tổ, Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái trong lòng hơi kinh hãi, long tộc thất tổ làm sao còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn ưa thích giả bộ nai tơ sao? Ngược lại là Bạch Ma, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh sáng khác thường, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bạch Y thanh niên khẽ vuốt cằm, một đám long tộc tu sĩ liền bị một cổ lực lượng cường đại nâng lên, sau đó chủ động nhường ra một con đường. Thất tổ, hắn liền là Kiếm Hồng Trần, là hắn phát hiện dị ma thông đạo. Ma Long Tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó nghĩ đến long tộc thất tổ giới thiệu nói. Long tộc thất tổ ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Phàm trên người, thần sắc không hề bận tâm, nhưng Tiêu Phàm trên người tất cả bí mật đều rất giống chạy không khỏi đôi mắt của hắn một dạng. Một bên Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử lập tức hơi khẩn trương lên, sợ long tộc thất tổ có hiểu lầm gì đó. Vãn bối xin ra mắt tiền bối, Tiêu Phàm ngược lại là bình tĩnh như thường, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn lại không làm chuyện trái lương tâm gì, ngược lại xem như giúp long tộc đại ân. Tự nhiên không thẹn với long tộc. Bạch Y nam tử long tộc thất tổ đánh giá Tiêu Phàm vài lần, thật lâu mới mở miệng nói, trên người ngươi thế nào sẽ có tổ long khí tức? Cái gì? Bạch Ma bọn họ bỗng trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thậm chí tràn đầy không thể tin. Tiêu Phàm chỉ bất quá là một nhân tộc tu sĩ mà thôi, coi như ngẫu nhiên thức tỉnh long tộc huyết mạch, nhưng hắn lại làm sao có thể có được tổ long chi khí đây? Phải biết, tổ long chi khí thế nhưng là chỉ có chân chính long tộc chi tổ mới có thể có a, tỉ như trước mắt thất tổ, trên người hắn liền có được tổ long chi khí. Trước đó tiêu diệt Vệ Long Trùng, ở Táng Long Uyên bên trong, vãn bối chiếm được một đoàn tổ long chi khí. Tiêu Phàm như thực nói ra, tại bực này cường giả trước mặt, hắn căn bản không có cần phải nói láo, cũng căn bản không lừa được đối phương, còn không bằng chi tiết nói tới. Ma Long Tử nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cơ thể hơi run lên, hai mắt đều trở nên đỏ bừng, thần sắc tràn đầy không dám tin. Phải biết, đây chính là tổ long chi khí a, bản thân vậy mà liền như vậy bỏ qua. Nghĩ đến bản thân đem Vệ Long Trùng hang ổ giao cho Tiêu Phàm xử trí, để Tiêu Phàm chiếm được một sợi tổ long chi khí, Ma Long Tử liền hối hận không thôi. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng không kịp. Tiêu Phàm rõ ràng đã luyện hóa tổ long chi khí. Khó trách hắn liền nhanh như vậy đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, nguyên lai là bởi vì thôn phệ tổ long chi khí. Thậm chí, Ma Long Tử trong lòng đang thét gào lấy, thôn phệ tổ long chi khí đến đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, thực sự là phung phí của trời a, phung phí của trời. Cũng khó trách Ma Long Tử như thế, nếu như chính hắn ích kỷ một điểm, cái kia tổ long chi khí liền là của hắn rồi a. Ngươi ngược lại là thật là lớn tạo hóa. Long tộc thất tổ thần sắc bình tĩnh, cho dù là tổ long chi khí, cũng không thể để hắn nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, cái gì chàng diện chưa thấy qua đây, tổ long chi khí mặc dù chân quý, nhưng hắn thân làm long tộc thất tổ, tự nhiên gặp rồi không ít. Vận khí tốt mà thôi, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, long tộc thất tổ thản nhiên nói, này lỗ sâu. Còn tốt ngươi phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta long tộc, cho tới bây giờ không thiếu hắn người người tình, bản tổ có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, tính là đối ngươi cảm tạ, chỉ cần ở bản tổ phạm vi năng lực trong vòng sự tình, ngươi đều có thể xách. Lời này vừa nói ra, long tộc tu sĩ tất cả đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là long tộc thất tổ nhân tình a, Tiêu Phàm một nhân tộc tu sĩ thậm chí có may mắn lấy được. Đây quả thực là quá may mắn. Tiêu Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới long tộc thất tổ căn bản không quan tâm cái kia long mạch chi khí, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm coi trọng một chút. Chỉ bất quá, hắn tạm thời cũng không biết nói tới yêu cầu gì, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút lên. Pháp bảo, hắn Tiêu Phàm không thiếu, nói câu khó nghe, cho dù là long tộc thất tổ trên người pháp bảo, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn. Dù sao, trên người hắn thế nhưng là có được hai kiện lịch cổ 10 đại chí bảo, việc này nếu là bị người khác biết rõ, đây chính là sẽ đoạt vỡ đầu.
thần dược, Tiêu Phàm cũng coi là tương đối dồi dào. Lần trước ở Cửu U Cốc chiếm được một mảng lớn thần dược viên, bên trong dược đế đều có không ít, thậm chí còn có vượt qua 50 vạn năm dược tính chí tôn thánh dược. Những vật này, Long tộc thất tổ có lẽ có thể cầm ra được, nhưng là chưa hẳn có thể so sánh hắn Tiêu Phàm. Tiền bối có thể khiến cho ta đột phá thánh đế cảnh sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, đột nhiên ý vị thâm trường phun ra một câu. Đột phá thánh đế cảnh, đám người khóe miệng giật một cái, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như đột phá thánh đế cảnh còn có thể giúp mà nói, cái kia Long tộc cái này thí luyện cổ lộ còn có cái gì dùng, trực tiếp khiến Long tộc thất tổ giúp bọn hắn đột phá thánh đế cảnh không được sao? Bản đế có thể làm được, nhưng ngươi chưa hẳn nguyện ý đi làm. Long tộc thất tổ lắc đầu. Tiêu Phàm cũng đã sớm đoán được sẽ là như vậy đáp án, câu nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là hắn thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chỉ là hắn không nghĩ tới Long tộc thất tổ thực có thể làm được. Vậy quên đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, nếu như tiền bối hữu tâm, còn mời ban thưởng vãn bối một loại cổ thuật, làm sao? Tiêu Phàm đã từng nghĩ tới đòi hỏi cổ pháp, nhưng càng nghĩ, vẫn là quyết định muốn một bộ cổ thuật, dù sao, tu la cửu biến rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nếu có một bộ hắn sự cường đại của hắn cổ thuật, cho dù không thi triển tu la cửu biến, hắn thực lực cũng sẽ tăng trưởng không ít. Về phần cổ pháp, tạm thời có loạn cổ đại đế thành danh cổ pháp 3000 thế giới, Tiêu Phàm đối với những khác cổ pháp cũng không có hứng thú quá lớn. Ngươi cần thế nào cổ thuật? Long tổ thất tổ hỏi, cũng không có tự tiện thay Tiêu Phàm làm chủ, cũng không có tùy tiện cho Tiêu Phàm một loại cổ thuật qua loa. Dù sao, Tiêu Phàm có ân với Long tổ, phần ân tình này, cũng không phải tầm thường bảo thuật có thể xóa bỏ. Bảo thuật tự nhiên là càng mạnh càng tốt, vãn bối cũng ẩn chứa Long tộc huyết mạch, phải chăng có thể thu tập Long tộc bảo thuật đây? Tiêu Phàm hỏi dò. Long tộc thế nhưng là danh xưng chư thiên vạn giới, nhục thân đệ nhất chủng tộc, nếu như có thể lấy được Long tộc bảo thuật, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nói xong, Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, chờ đợi Long tộc thất tổ đáp án. Ngược lại là có một bộ bảo thuật, phù hợp yêu cầu của ngươi. Đột nhiên, Long tộc thất tổ mỉm cười, đưa tay một điểm, một vệt sáng đi sâu vào Tiêu Phàm mi tâm. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trầm ngâm nói, ngũ trảo long thân. Ngũ trảo long thân, nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm liền nhíu mày, chỉ từ danh tự mà nói, căn bản không có gì đặc biệt ý tứ a. Chẳng lẽ cái này Long tộc thất tổ cố ý dùng thứ này đến lắc lư bản thân? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Đúng rồi, hỏi một chút tử như huyết không được sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng sáng lên, tâm thần chìm vào không gian ý thức bên trong, hỏi tử lão đầu, Long tộc cổ thuật ngũ trảo long thân thế nào? Cái gì ngũ trảo long thân, chưa nghe nói qua. Tử như huyết vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, căn bản không có một điểm phạm nhân giác ngộ. Đợi ở Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, hắn hoàn toàn làm đi du lịch. Nặc, đây chính là, Tiêu Phàm linh hồn bản thể trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng xông vào tử như huyết mi tâm. Tử như huyết ngược lại là không có phản kháng, chỉ là chỉ chốc lát sau, liền nổi giận mà lên, ngụm nước bay tứ tung, cái gì phá ngũ trảo long thân. Hắn đây nha không phải lão tử ngũ trảo tử kim thần long biến sao? Ngũ trảo tử kim thần long biến, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, tên này so với kia ngũ trảo long thân nghe nói đi xác thực muốn bá khí rất nhiều, chẳng lẽ đây mới thật sự là cổ thuật danh tự? Tiểu tử, người cũng đừng luyện, cái này ngũ trảo tử kim thần long biến căn bản liền không đầy đủ, người tu luyện không ra được. Tử như huyết nhàn nhạt lắc đầu nói. Tu luyện không ra, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Lập tức nổi giận mắng, cái gì cầu thí Long tộc thất tổ, vậy mà dùng một loại tu luyện không ra được Long tộc cổ thuật đến lừa phỉnh ta, sớm biết lão tử liền để dị ma trắng trợn đồ sát Long phượng tộc thí luyện cổ lộ được. Tiêu Phàm không tức phẫn, đó là không có khả năng, tiểu gia tốt xấu cũng coi là cứu các ngươi Long phượng tộc thí luyện cổ lộ trên Long tộc đúng không, có thể ngươi vậy mà dùng một loại không cách nào tu luyện cổ thuật lừa gạt ta. Nếu như không phải hắn Tiêu Phàm không là đối thủ của đối phương. Đoán chừng đã sớm động thủ. Tử như huyết bị Tiêu Phàm nói sửng sốt một chút, cũng có chút xấu hổ, dù sao, Tiêu Phàm mạo hiểm tiêu diệt vệ long trùng, lại phong ấn long tộc cửa vào, lấy được lại là một bộ không cách nào tu luyện công pháp,
cái này khiến hắn làm sao khai tâm đây. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm tức miệng mắng to. Cái gì long tộc thất tổ, Tử Như Huyết đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Chính ngươi xem đi, Tiêu Phàm lười nhác cùng Tử Như Huyết nói nhảm, tâm thần rời khỏi không gian ý thức, đem bên ngoài mọi thứ đều lạc ấn ở trước mặt Tử Như Huyết. Ngoại giới, long tộc thất tổ nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, không khỏi hỏi, tiểu hữu hướng về phía ngũ trảo long thân không hài lòng. Không dối gạt tiền bối, cái này ngũ trảo long thân sợ là không thích hợp ta tu luyện. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cuối cùng vẫn không có chửi ầm lên. Trong lòng thì là lại bổ sung một câu, đừng nói là ta, chính là các ngươi long tộc, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công a, cái này phá công pháp, vốn liền không đầy đủ. Long tộc thất tổ con người chỗ sâu tinh quang lóe lên, chỉ có hắn tự mình biết, hắn cho Tiêu Phàm bộ công pháp kia, vốn cũng là bởi vì Tiêu Phàm không cách nào tu luyện mới cho. Dù sao, long tộc cổ thuật cùng cổ pháp, bình thường đều là bất truyền ngoại tộc chi nhân, dù là Tiêu Phàm trên người có được long tộc huyết mạch. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra công pháp sơ hở, nhãn lực này, cũng quá kinh khủng. Tiểu hữu đều không thử nghiệm, lại làm thế nào biết không được chứ? Long tộc thất tổ cười híp mắt nói. Tiêu Phàm nhìn thấy long tộc thất tổ thần sắc, liền biết lão tiểu tử này cố ý đùa nghịch bản thân, lập tức cũng có chút khó chịu, được hay không, tùy tiện tìm mấy cái long tộc tu sĩ hỏi một chút cũng không biết sao. Nghe nói như thế, long tộc thất tổ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn làm sao còn không biết, Tiêu Phàm là thật nhìn ra ngũ trảo long thân tỉ vết. Đã như vậy, vậy ta lại. Long tộc thất tổ đành phải không đề cập tới việc này, lại dùng mặt khác cổ thuật đến bổ sung Tiêu Phàm. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói, được rồi, ta cùng với long tộc ân oán giữa xóa bỏ, vãn bối cũng không dám làm phiền tiền bối. Tiêu Phàm trong giọng nói tràn đầy nồng nặc ý khinh bỉ, người nhà dùng một bộ không trọn vẹn cổ thuật trêu đùa ta một lần thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn chuẩn bị trêu đùa hai ta lần. Lão tử dù sao cũng là ngươi long tộc ân nhân, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, có thể tiểu gia cũng không hèn như vậy, tùy ý ngươi trêu đùa. Cái này đối phó dị ma tri ân, ngươi không đem hắn coi ra gì, ta Tiêu Phàm cũng không cầu lấy ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm liền cũng không quay đầu lại rời đi, điểm ấy ngông nghênh, hắn vẫn phải có. Long tộc thất tổ giờ khắc này ở đạo nghĩa bên trên rơi tầng dưới, tự nhiên không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức. Việc này nếu là truyền đi, hắn long tộc uy nghiêm ở đâu? Hơn nữa Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, cũng chắc chắn sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Hắn rốt cuộc là làm thế nào biết ngũ trảo long thân là không trọn vẹn đây? Long tộc thất tổ trong đầu nghi hoặc không thôi, đáng tiếc, đáp án này, hắn tạm thời là không thể nào biết. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, một đường giận mắng không thôi, càng mắng càng giận phẫn. Tiểu tử! Người đến cùng thế nào, long tộc cổ thuật hẳn là rất không tệ a, cái này đền bù tổn thất xác thực thiếu một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Bạch ma rốt cục nhìn không được an ủi. Một đường nghe được Tiêu Phàm linh tinh lải nhải, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ghét bỏ long tộc đền bù tổn thất quá ít đây. Người biết cái đếch gì, Tiêu Phàm chừng bạch ma một cái gì đó phá ngũ trảo long thân, căn bản chính là một bộ không trọn vẹn công pháp. Hắn đây nha không phải liền là lắc lư người sao? Không trọn vẹn công pháp, bạch ma trợn to hai mắt, thanh âm đều lớn rồi mấy lần, hắn sữa, cái này long tộc xem ra cũng không phải vật gì tốt ha. Chính là, dùng một bộ không trọn vẹn công pháp đến lắc lư người, long tộc cũng quá hẹp hòi, lần tiếp theo, nếu là nhìn thấy phệ long trùng, cũng không cần sẽ giúp bọn họ. Ngọc Kỳ Tử cũng thay Tiêu Phàm bất bình. Còn có lần sau. Tiểu gia hiện tại liền hận không thể, lại đem cái kia truyền tống trận bố trí tốt, để ma trùng tộc truyền tống càng nhiều phệ long trùng tới. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Trong lòng đồng thời phúc phỉ một câu, làm hại tiểu gia còn cố ý ở cái kia cầu thí long tộc thất tổ trước mặt biểu hiện một phen, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả này. Uy, tiểu tử, người cái này có chút hơi quá a. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu một thanh âm vang lên, lại là Tử Như Huyết sốt cục nhịn không được. Cái gì quá, Tiêu Phàm khinh thường nói, Tử lão quỷ, tiểu gia đáp ứng ngươi làm xong chuyện, về sau gặp lại cái gì phệ long trùng, cái gì dị ma, ngươi cũng đừng cầu ta. Không phải liền là không cho ngươi đền bù tổn thất sao? Tử Như Huyết trợn trắng mắt,
nói cái kia ngũ trảo tử kim thần long biến, cùng lắm thì lão tử cho ngươi bổ túc là được. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể bổ đủ ngũ trảo long thân? Tiêu Phàm xem thường. Hừ, chỉ ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia long tộc thất tổ, nhìn thấy lão tử ta, cũng phải kêu một tiếng lão tổ. Tử Như Huyết lạnh rên một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nói xong, Tử Như Huyết trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt xông vào Tiêu Phàm mi tâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi sững sờ, bằng kinh nghiệm của hắn, Tử Như Huyết cho hắn bộ công pháp kia, thật vẫn chính là hoàn chỉnh ngũ trảo tử kim thần long biến. Cái này tử lão đầu lai lịch có vẻ như xác thực bất phàm a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng chứa lên một nụ cười, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tiêu Phàm một đường phàn nàn, không phải liền là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng vỉnh lên ra một chút đồ vật tới sao? Hiện tại Tử Như Huyết đem ngũ trảo long thân bù đắp thành ngũ trảo tử kim thần long biến, hắn mục đích cũng coi là đạt đến. Không sai, vẻn vẹn chỉ là sơ bộ mà thôi. Tiểu tử, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Tử Như Huyết lạnh rên một tiếng. Hài lòng, Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt, ta cứu ngươi long tộc vô số thiên tài, liền xứng một bộ phá công pháp sao? Ngươi, Tử Như Huyết vô cùng khó chịu, muốn nói cho Tiêu Phàm đến cùng như thế nào ngũ trảo tử kim thần long biến, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là ngừng cũng không nói ra miệng. Ngươi cái gì ngươi? Tiêu Phàm khinh thường nói. Để cho ta xuất thủ là ngươi, ngươi không phải nói ngươi là long tộc tiên tổ sao? Vậy liền thay bọn hắn lại cho ta một bộ cổ thuật a, đúng rồi, tốt nhất là thân pháp cổ thuật. Tử Như Huyết bị Tiêu Phàm chọc cười vui lên, tiểu tử này dọa dẫm bản thân thì cũng thôi đi, lại còn muốn bắt bẻ. Nghĩ nghĩ, Tử Như Huyết vẫn là không có cùng Tiêu Phàm so đo, lần này nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, hắn long tộc xác thực muốn tổn thất nặng nề. Lão tử ta lại cho ngươi một bộ công pháp, xem như thay ta những cái kia vãn bối bồi thường cho ngươi. Tử Như Huyết gật đầu một cái, lại là một chỉ, một vệt sáng xuất vào Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm tiếp thu đạo kia tin tức về sau, trên mặt rốt cục hiện lên một nụ cười, nói, nghịch long đăng thiên bộ. Nghịch long đăng thiên bộ, chỉ là danh tự, nghe vào liền cao đại thượng rất nhiều, hơn nữa Tiêu Phàm sơ lược nhìn lướt qua, cũng xác thực cảm nhận được bất phàm của nó. Có hai cái này bộ cổ thuật, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Nhất là cái này nghịch long đăng thiên bộ, Tiêu Phàm càng là mừng rỡ không thôi, từ khi đột phá cổ thần cảnh về sau, hắn liền từ chưa tu luyện qua cùng thân pháp có liên quan công pháp. Cũng may hắn lĩnh ngộ là thời không chi lực, tốc độ so người bình thường đều muốn nhanh mấy lần. Nhưng từ lần trước thấy được long nữ tốc độ về sau, Tiêu Phàm mới phát hiện, có một ít truyền thừa cường đại chủng tộc. Tốc độ so với hắn càng phải nhanh hơn không ít. Bây giờ lấy được cái này nghịch long đăng thiên bộ, Tiêu Phàm tin tưởng, tốc độ của mình chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần tốc độ có thể ổn áp đối phương, cơ này đã đứng ở thế bất bại. Được rồi, bổn phủ chủ lòng dạ rộng rãi, liền không cùng ngươi tính toán chi ly. Tiêu Phàm linh hồn bản thể khoát tay áo, liền thối lui ra khỏi không gian ý thức bên trong. Rời đi về sau. Còn để lại một câu, về sau có loại chuyện tốt này, có thể tiếp tục tìm ta. Phốc, Tử Như Huyết kém chút bị Tiêu Phàm khí một ngụm lão huyết phun ra, tức giận nói, ngươi nếu là bản tổ đời sau, bản tổ vài phút đánh chết ngươi. Ở Tiêu Phàm không gian ý thức, Tử Như Huyết thật không có ngang ngược bá đạo, theo Tiêu Phàm thực lực tăng cường, hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Nếu là nhắm chúng Tiêu Phàm không vui, tránh không được một phen tra tấn. Tiêu Phàm rời khỏi không gian ý thức, thông báo Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử vài câu, liền chuẩn bị tiến vào thần chu trong khoang thuyền tu luyện. Bạch Ma ngược lại không nói gì, dù sao, Tiêu Phàm hoa lớn như vậy công phu trợ giúp long tộc, nhưng cái gì đều không lấy được, đổi lại là ai cũng là một bụng tức giận đây. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm vừa mới nói như vậy, chỉ là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng moi ra một vài thứ mà thôi. Dù sao, Tử Như Huyết bản thân liền là thánh đế cảnh, hơn nữa còn là long tộc, khẳng định biết rõ một chút long tộc bí pháp, huống hồ, nhường hắn xuất thủ cũng là Tử Như Huyết. Tiểu tử, người đi tu luyện, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Ma vẫn là không nhịn được kêu lên. Tiêu Phàm ngừng thân hình, ngắm nhìn thâm thúy tinh không, nói tiến về Long Chi Mộ. Long Chi Mộ, Bạch Ma ánh mắt sáng lên,
lập tức đoán được Tiêu Phàm dụng ý, nói tiểu tử, nhìn bản đế a, bất quá ngươi muốn là lấy được đồ tốt, cũng đừng quên bản đế. Chỉ ngươi nói nhiều, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, tiến nhập khoang thuyền bên trong. Chiếm được ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ, hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện, chỉ là nhìn một chút, hắn liền cảm nhận được hai loại cổ thuật bất phàm. Nếu là có thể tu luyện thành công, chắc chắn nhường hắn thực lực tăng vọt một phen. Tiểu Kỳ Lân, do ngươi đến khống chế thần chu. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Bạch Ma sắc mặt lập tức sụ xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái, cũng tiến nhập khoang thuyền bên trong. Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt im lặng, nhưng ai gọi hắn thực lực không bằng Bạch Ma đây? Ai? Ngọc Kỳ Tử bất đắc dĩ trả lời một tiếng, khống chế thần chu hướng Long Chi Mộ vị trí tinh thần thế giới bay lượn đi. Tiêu Phàm tiến vào khoang thuyền, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, chia ra 16 cỗ linh hồn phân thân, cùng nhau lĩnh hội ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ hai loại long tộc cổ thuật. Bây giờ hắn nhục thân cùng linh hồn cảnh giới đều đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, có thể nói là 10 điểm phù hợp, lĩnh ngộ tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Ngũ trảo tử kim thần long biến tổng cộng chia làm 3 tầng, nhất trọng có thể cường hóa thân thể, đệ nhị trọng có thể cường hóa tứ chi cùng đại não, đệ tam trọng long hóa, có thể hóa thân ngũ trảo tử kim thần long. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, trong giọng nói có nghi hoặc. Hắn mới từ ngũ trảo tử kim thần long biến trông được ra chỗ không giống bình thường, phải biết, tìm thường long tộc đều là 4 trảo, có thể công pháp này, lại gọi là ngũ trảo tử kim thần long biến. Chẳng lẽ tu luyện tới cực hạn, có thể lột xác thành ngũ trảo thần long? Có phải như vậy hay không, tu luyện tới đệ tam trọng sẽ biết. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt chuyện này, sau đó một nửa khác tâm thần chìm vào bên trong nghịch long đăng thiên bộ. Nghịch long đăng thiên bộ, cũng chia là tam trọng, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, mỗi tăng lên một trọng, tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, hơn nữa cùng cảnh giới điệp ra, cho dù là thánh đế cảnh cũng có thể sử dụng. Tỷ như, ở đại đế cảnh hậu kỳ tu luyện nghịch long đăng thiên bộ, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có tốc độ là hắn bản thân ở đại đế cảnh hậu kỳ gấp 2. Mà một khi đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, nghịch long đăng thiên bộ đồng dạng ở cảnh giới tiểu thành, hắn có tốc độ thì là đại đế cảnh đỉnh phong gấp 2. Không sai thân pháp cổ thuật, Tiêu Phàm cũng là âm thầm tán thưởng không thôi, Tử Như Huyết có thể xuất ra bộ này thân pháp chiến kỹ, đoán chừng cũng là đại thổ huyết. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Tử Như Huyết thân phận càng hiếu kỳ hơn lên, 8-9 phần 10 gia hỏa này thật như hắn bản thân nói tới, cho dù cái kia long tộc thất tổ nhìn thấy hắn, cũng phải gọi hắn là lão tổ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm càng thêm không có khả năng tùy tiện thả Tử Như Huyết rời đi. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nghi ngờ là, Tử Như Huyết đến cùng là từ đâu trốn ra được, hơn nữa chỉ còn lại có linh hồn. Mặc kệ, về sau khẳng định sẽ biết. Tiêu Phàm vứt bỏ hết thảy tạp niệm, mười mấy bộ linh hồn phân thân, bắt đầu đồng thời lĩnh hội hai bộ cổ thuật. Thời gian nhanh chóng xói mòn, 2 tháng sau, Ngọc Kỳ Tử khống chế thần chu rốt cục đáp xuống Long Chi Mộ vị trí tinh thần thế giới. Không đúng, nơi này làm sao hoang vu như vậy? Ngọc Kỳ Tử quét mắt bốn phía, cau mày, hắn còn cho là mình đi nhầm địa phương. Nhưng so sánh mấy lần tinh không đồ, hoàn toàn không có sai lầm. Nơi này chính là bọn họ lần trước tới địa phương, Tiểu Kỳ Lân, sao không đi? Cũng đúng lúc này, Bạch Ma từ trong khoang thuyền đi ra. Bạch tiền bối, chúng ta đã đến, nhưng là, nơi này cảm giác cùng trước đó có chút không giống. Nhìn thấy Bạch Ma đi ra, Ngọc Kỳ Tử liền vội vàng giải thích nói, thần sắc cũng buông lỏng không ít, có Bạch Ma ở, hắn lực lượng cũng lớn rất nhiều. Cái gì không giống nhau? Bạch Ma nhéo nhéo lông mày. Duỗi lưng một cái, từ từ hướng đầu thuyền đi tới. Ngọc Kỳ Tử không khỏi âm thầm trợn trắng mắt, tình cảm Bạch Ma gia hỏa này trực tiếp ngủ hơn 2 tháng a. Bạch Ma đi tới đầu thuyền, lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chân trời lượn lờ mịt mờ sương mù, nhìn không phải đặc biệt chân thực, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ một thứ đại khái. Chỉ thấy một tòa quanh co sơn mạch ngồi rơi vào hạ phong, giống như một đầu thương long nằm, sơn phong cao vút trong mây, sương mù bốc hơi. Lờ mờ có một đầu đầu cổ thú ở giữa rừng núi băng đằng, có từng đạo bóng đen tại hư không bay lượn. Nơi xa, một đầu mây thác nước treo lơ lửng chân trời, từ đám mây buông xuống, lao nhanh bạch sắc đám mây, biến thành đủ loại quái thú hình dạng,
để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Không có gì khác biệt a, Bạch Ma buồn bực nói. Ngọc Kỳ Tử mặt sạm lại, mười điểm nghiêm túc nói, Bạch tiền bối, ngài lại nhìn kỹ một chút, chúng ta trước đó đem cái này tinh thần thế giới cơ bản đi dạo qua một lần, người nhớ kỹ có cái kia mây thác nước sao? Có vẻ như không có, Bạch Ma buồn bực. Còn có cái kia băng đằng cổ thú, bay vút cổ chim đây. Ngọc Kỳ Tử hỏi lại. Cũng không có, Bạch Ma nghiêm túc gật đầu, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, một bàn tay đập vào Ngọc Kỳ Tử trên lưng, tức giận nói, tiểu tử, ngươi có thể a, liền ngươi Bạch đại gia ngươi đều dám hồ lộng. Hồ lộng, Ngọc Kỳ Tử cái kia oan a, bất quá hắn là thật sợ Bạch Ma, vội vàng nói, Bạch tiền bối, ta nào dám hồ lộng ngươi. Nơi này thật là Long Chi Mộ vị trí tinh thần thế giới, ta là dựa theo tinh không đồ tìm đến. Bạch Ma nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, buồn bực nói, vậy cũng không đúng, một cái tinh thần thế giới, làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đại biến dạng đây? Muốn trong thời gian ngắn biến hóa ra cái này mây thác nước, một dạng đại đế cảnh đều có thể làm được, có thể những cái kia mênh mông cổ chim cùng cổ thú đây, đây cũng không phải là người vì có thể làm được a. Chẳng lẽ là, Bạch Ma toàn thân chấn động, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, hét lớn, nhanh, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ngọc Kỳ Tử cũng ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, không chút do dự khống chế thần chu hướng không trung lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, nửa canh giờ xuống tới, thần chu vẫn không có xông ra tinh thần thế giới. Bạch tiền bối, chúng ta không đi được, Ngọc Kỳ Tử đắng chát cười một tiếng. Nha! Chúng ta đoán chừng đã xông nhầm vào Long Chi Mộ. Bạch Ma giận mắng một tiếng, thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Hắn mặc dù rất muốn lấy được Long Chi Mộ bên trong đồ vật, nhưng hắn cũng không vào được ý tứ, bởi vì hắn nghe nói tiến vào nơi này có thể sống rời đi, cũng chỉ có được Long tộc huyết mạch sinh linh. Tiêu Phàm trên người có được Long tộc huyết mạch, nhưng hắn cùng Ngọc Kỳ Tử lại không có a, đây cũng là hắn lo lắng nguyên nhân. Ta đi đem tiểu tử kia đánh thức, nhưng hắn suy nghĩ chút biện pháp. Bạch Ma thở sâu, quay người liền hướng trong khoang thuyền đi đến. Không cần, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thanh âm ở cách đó không xa vang lên, lại là hắn cũng tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy Bạch Ma cái kia thần sắc khẩn trương thời khắc, nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, chúng ta đã tiến vào Long Chi Mộ, Bạch Ma hít sâu một cái nói. Đối với bọn hắn những cái này không có Long tộc huyết mạch sinh linh, tiến vào Long Chi Mộ, cơ bản chỉ có đường chết một đầu a, cái này khiến hắn làm sao không lo lắng đây. A, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, cẩn thận cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía, lập tức nhe răng cười một tiếng, nói thật đúng là. Ngươi còn cười được, Bạch Ma không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Yên tâm đi, không chết được, Tiêu Phàm một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Ngay sau đó chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, hai đạo màu vàng lưu quang phân biệt xuất vào Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử thể nội. Đây là, tổ long chi khí. Bạch Ma giật mình. Xem như thế đi, có cái này long khí, Long Chi Mộ sẽ ngộ nghĩ đến đám các ngươi cũng có được long tộc huyết mạch. Tiêu Phàm gật đầu một cái, phất tay, thần chu đã biến mất. Nhìn qua phía dưới mặt đất bao la, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, đều cẩn thận một chút. Cái này Long Chi Mộ, không chỉ có riêng chỉ là một cái mộ huyệt, mà là một cái cổ lão thế giới. Cổ lão thế giới, Ngọc Kỳ Tử giật mình, nghi ngờ nói, công tử, vậy thế giới này, lại là làm sao cùng ngôi sao kia thế giới hòa làm một thể. Ta cũng không có nói Long Chi Mộ cùng tinh thần thế giới hòa thành một thể. Tiêu Phàm lắc đầu, nói chẳng qua là bởi vì Long Chi Mộ mở ra, chúng ta ngẫu nhiên xông vào Long Chi Mộ một chỗ tọa độ không gian mà thôi. Loại này xác suất so với bị sét đánh xác suất còn muốn tiểu. Hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Phàm cũng thỉnh thoảng cùng Tử Như Huyết thỉnh giáo một chút liên quan tới Long tộc sự tình, chỉ cần không phải Long tộc tuyệt mật sự tình, Tử Như Huyết ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt trả lời Tiêu Phàm. Cái này Long Chi Mộ, cũng chẳng qua là Long tộc một chỗ cổ địa mà thôi, bởi vì Long Chi Mộ không gian chung quanh không ổn định, cho nên mới sẽ cách xa nhau trên vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này Long Chi Mộ cổ lão cùng phong bế tính, bên trong nguy hiểm trọng trọng, cho dù là đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh cường giả đều có thể tồn tại. Cho dù là Tiêu Phàm ba người bọn họ thực lực, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn sữa,
tiểu tử ngươi khẳng định buổi sáng hôm nay đạp phải cứt chó. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Bạch Ma không khỏi giận mắng lên. Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt ủy khuất, lại cũng không dám phản bác Bạch Ma lời nói. Tốt rồi, mọi người cẩn thận một chút, chắc chắn yên ổn rời đi. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nếu đã tới, bây giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng hào hào tìm tòi nghiên cứu một lần khu cổ địa này, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện cũng khó nói. Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Bạch Ma nhìn qua cái này xa lạ cổ lão thế giới, nghi ngờ nói. Ta làm sao biết, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói chậm rãi đi dạo không được sao, nếu như vận khí tốt, gặp gỡ một hai đầu sinh linh, chẳng phải sẽ biết sao. Giống, lời còn chưa dứt, chân trời liền truyền đến một đạo gào thét thanh âm, ngay sau đó cả ngày thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, bốn phía vô số chim thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất mặt, không dám động đậy mảy may. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa uy áp từ đằng xa quét sạch mà ra, sao hóa thành một trận gió lớn thổi qua. Xem ra, vận khí của chúng ta cũng không kém. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía chân trời nói. Chỉ một thoáng, một đạo thân cao hơn ngàn trượng bóng người to lớn chân đạp dãy núi bay chạy vội tới, mỗi một bước dẫm ở mặt đất, đại địa đều run rẩy dữ dội lên. Quái thú kia mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đồi núi sụp đổ, cổ thụ hóa thành bột mịn, bụi bặm che khuất bầu trời. Thùng thùng, mặt đất kịch liệt rung động thanh âm, tựa như kinh lôi đồng dạng, đánh vào Tiêu Phàm trái tim của bọn hắn, có lẽ, vận khí cũng không thế nào tốt. Bạch Ma nhìn chằm chằm cái kia ngàn trượng quái thú, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về chân trời ngàn trượng quái thú lao nhanh mà tới, tóc dài màu đen trong gió cuốn lên. Giờ phút này, Ngọc Kỳ Tử cũng thay đổi thành nguyên hình, hóa thành một đầu một trượng 3,3 mét lớn nhỏ Ngọc Kỳ Lân. Một trái một phải, hai đầu bạch sắc thần thú, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử thủ hộ ở bên cạnh hắn, càng thêm nổi bật ra hắn tài trí bất phàm. Rốt cục, cái kia ngàn trượng thân ảnh càng ngày càng gần, tựa như một tòa di động sơn phong chạy vội mà tới. Ầm ầm, mặt đất run rẩy kịch liệt, loại kia chấn cảm, cực kỳ mãnh liệt, cho dù là hư không, cũng bắt đầu lay động, Tiêu Phàm ba cái càng là cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Đây là cái gì quái vật, dù là lấy Ngọc Kỳ Tử kiến thức, vậy mà cũng không nhận ra cái này ngàn trượng quái thú lai lịch. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không nói, hai cái cẩn thận quan sát cái kia ngàn trượng quái thú, hắn thân cao ngàn trượng, thân thể càng là dài 2000 trượng, toàn thân đen như mực. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trên người hiện đầy lớp vảy màu đen, lấp lóe lấy u sâm lợi mang. Có lấy một khỏa to lớn đầu, hai cái răng nanh rét lạnh đến cực điểm, một đôi máu tanh con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, tựa như thấy được mừng rỡ con mồi. Bốn cái đùi tựa như kình thiên đại trụ một dạng đứng vững, cứng cáp hữu lực, phía sau còn mọc ra một căn so sánh thân thể của nó mà nói, 10 điểm ngắn nhỏ cái đuôi. Cái này hình như là một đầu lợn rừng, Tiêu Phàm 10 điểm nói nghiêm túc. Lợn rừng, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử khóe miệng có chút co lại. Hắn nha, nhà ngươi lợn rừng có lớn như vậy à? Bất quá hai người tử tế quan sát, lúc này mới phát hiện, quái thú này, thật vẫn rất giống lợn rừng, chỉ là một đầu biến thái lớn mà thôi. Nhưng mà, Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong tử như huyết lại không nhìn nổi, khinh bỉ nói ra, đây là tinh thần cổ thú tộc thôn Sơn tinh thú, hơn nữa chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, cái đầu cũng không tính lớn. Cái này cũng chưa tính lớn. Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Hắn tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy dáng thú tộc a. Chẳng lẽ chờ nó đột phá đến thánh đế cảnh, sẽ còn càng lớn sao? Ngươi nói nó là tinh thần cổ thú tộc thôn Sơn tinh thú. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới tử như huyết trước mặt nửa câu, kinh ngạc nói, nhưng nơi này không phải có nhiều như vậy núi sao, nó sao không nuốt? Lão tử ta cũng không nói hắn cái gì núi đều nuốt a. Tử như huyết khinh bỉ nói, hắn chỗ nuốt núi. Bình thường đều là ẩn chứa nguyên tinh sơn phong, thậm chí sơn mạch. Nói đến cùng, nó cắn nuốt là nguyên tinh, chỉ có không ngừng thôn phệ nguyên tinh, nó mới có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, cái này Long Chi Mộ không có nó đột phá thánh đế cảnh điều kiện. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, tay phải nâng cằm lên, trầm ngâm nói, ngươi nói, nếu như có thể nuôi một đầu thôn sơn tinh thú, có thể hay không rất có ý tứ a. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ ý nghĩ này.
Tử Như Huyết một chút đều không cho Tiêu Phàm lưu mặt mũi, đả kích nói, ta biết, ngươi là nghĩ nuôi một đầu, để nó giúp ngươi tìm kiếm nguyên tinh, nhưng nếu như ngươi biết, nó cắn nuốt nguyên tinh, xa so với giúp ngươi tìm còn nhiều hơn, ngươi thì sẽ thả vứt bỏ. Có đúng không? Tiêu Phàm có chút không tin, đúng rồi, quên nói cho ngươi, thôn sơn tinh thú còn có một cái đặc tính, nó rất lười, hơn nữa rất bá đạo, chỉ cần tỉnh, liền cần thôn phệ nguyên tinh, không có nguyên tinh, nó liền sẽ phát cuồng, cái gì cũng biết trở thành nó mục tiêu công kích, liền tựa như hiện tại. Tử Như Huyết nghiền ngẫm cười nói, ta đi, Tiêu Phàm trực tiếp nhịn không được tuôn ra nói tục. Làm sao? Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết vì sao. Đi mau, Tiêu Phàm chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn cự ly này thôn sơn tinh thú xa một chút, chỉ là cái kia thân thể cao lớn, liền để Tiêu Phàm có chút phát lạnh. Bây giờ đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tự cho là cùng giai bên trong không sợ bất luận kẻ nào, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, thái cổ thần giới, không thiếu cái lạ, trước mắt thôn sơn tinh thú, liền để hắn khó có thể đối phó. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng, tự nhiên cũng là không dám dừng lại, nhấc chân chạy. Đáng tiếc, thôn sơn tinh thú đã theo dõi bọn họ, há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng như thế liền chạy. Đông đông đông, xen vào nhau tinh tế, giống như hạt mưa một dạng tiếng bước chân quanh quẩn ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai, thôn sơn tinh thú giơ lên nó ngọn núi kia một dạng đầu, hung hăng hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Còn không có tới gần. Tiêu Phàm bọn họ cũng cảm giác bên tai sinh phong, một cỗ áp lực cực lớn bao phủ mà đến. Ngay sau đó, khi bọn hắn ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện trên không đột nhiên âm u hết sức. Hồng hộc, oanh, Tiêu Phàm ba người phản ứng cực nhanh, hai chân hung hăng đạp một cái, giống như tên rời cung một dạng chảy ra mà ra, thôn sơn tinh thú cái kia to lớn đầu, hung hăng rơi đập ở một ngọn núi phía trên. Tòa kia hơn ngàn trượng cao sơn phong, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đất đá bay vụt tứ phương, từng đợt chói tai tiếng hét lớn vang lên. Tê Tiêu Phàm ba người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, bậc này đáng sợ uy thế, nếu là đụng trên người bọn hắn, cho dù bất tử, cũng tất nhiên cần phải trạng ra nội thương không thể. Giống khàn giọng nhưng lại có lực tiếng giống giận dữ vang lên, thôn sơn tinh thú vổ hụt, đôi tròng mắt kia càng thêm máu tanh. Chiếu Tử Như Huyết nói tới, thôn sơn tinh thú hẳn là nổi điên, hơn nữa. Ở không có tìm được nguyên tinh sơn mạch trước đó, đoán chừng là sẽ không bình tĩnh trở lại. Tiêu Phàm trên người ngược lại là có nguyên tinh sơn mạch, đáng tiếc, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng để nuôi nấng thôn sơn tinh thú. Nếu là có thể lợi dụng thôn sơn tinh thú tìm đến càng nhiều nguyên tinh khoáng mạch, Tiêu Phàm ngược lại là không ngại cho hắn, có thể cái này thôn sơn tinh thú, rõ ràng là không có loại năng lực này. Hoặc có lẽ là, nó chỗ tìm được nguyên tinh khoáng mạch, chỉ có thể trở thành chính nó khẩu phần lương thực. Ai đi dẫn dắt rời đi cái này thôn sơn tinh thú? Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma nói. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hơi sững sờ, ngay sau đó Bạch Ma bỗng cả kinh kêu lên, người nói cái gì, quái vật này chính là thôn sơn tinh thú. Làm sao, người biết? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bạch Ma. Bạch Ma lắc đầu, trầm giọng nói, chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua. Truyền văn thần thú thao thiết chính là thôn sơn tinh thú biến dị đời sau, thao thiết ngươi hẳn biết chứ, đây chính là không có gì không nuốt quái vật a. Thần thú thao thiết Tiêu Phàm tự nhiên là nghe nói qua, ở thần thú trên bảng xếp hạng đại khái xếp tại hơn 100 tên, chỉ là hắn không nghĩ tới, thần thú thao thiết dĩ nhiên là thôn sơn tinh thú biến dị mà đến. Thần thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, như thế nào thần thú trên bảng xếp hạng thần thú, bất quá, cái này thôn sơn tinh thú. Lại là thuộc về tinh thần cổ thú một loại. Bạch Ma tiếp tục nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu, chẳng lẽ Bạch Ma còn muốn thu phục cái này thôn sơn tinh thú hay sao? Nếu như có thể thu phục một đám thôn sơn tinh thú, để chúng nó tạo thành một chi quân đội. Bạch Ma cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, bản thân vừa nghĩ tới thu phục một đầu thôn sơn tinh thú. Đều bị Tử Như Huyết cho đả kích muốn chết. Bây giờ nếu là thu phục một đám thôn sơn tinh thú, cái kia còn chẳng phải là tự chịu diệt vong a? Thôi đi, ngươi cũng không phải không biết thôn sơn tinh thú tính tình. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt nói. Thu phục một đám thôn sơn tinh thú,
trừ phi Tiêu Phàm điên, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy, vạn nhất một đám thôn sơn tinh thú đồng loạt tỉnh lại, bản thân chẳng phải là muốn chuẩn bị vô số nguyên tinh khoáng mạch. Ngươi đừng vội cự tuyệt, Bạch Ma lại là cười thần bí nói, nếu như ta có biện pháp, để bọn hắn không còn điên cuồng đây. Ngươi nói thực, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Ma. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, liền tử như huyết bậc này lão quái vật cũng không coi trọng hắn hàng phục thôn sơn tinh thú A, Bạch Ma lại sẽ có biện pháp nào? Lão tử đều không biện pháp hoàn toàn để thôn sơn tinh thú không phát cuồng, hắn bất quá là ngươi một đầu sủng vật mà thôi, có biện pháp nào? Không gian ý thức bên trong, tử như huyết mặt coi thường nói. Tiêu Phàm đã cầm tử như huyết bó tay rồi, lão già này, một ngụm một câu lão tử, cũng không biết là lão tử, vẫn là lão tử. Dù sao dùng hắn lại nói, hắn họ Tím, bản thân gọi mình lão tử có vẻ như cũng không cái gì không đúng, chỉ là nghe nói đi vẫn như cũ 10 điểm quái dị. Có lẽ hắn thật có biện pháp cũng khó nói. Tiêu Phàm lại là cười thần bí. Tử như huyết không biết Bạch Ma thân phận chân thật, nhưng hắn nhưng biết, Bạch Ma dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú, nếu như không phải là bị thí thần cướp lấy vị giai chi lực, hắn càng là xếp tại thứ 16. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, tử như huyết bỗng con người run lên, linh hồn đều run rẩy dữ dội lên. Không có khả năng, nó làm sao sẽ có được như thế thần vật. Tử như huyết cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, kinh ngạc nhìn xem Bạch Ma trong miệng phun ra một vật, đó là một cái đầu lâu, xương đầu không lớn, chỉ có vài thước lớn nhỏ. Xương đầu toàn thân giống như tinh thần đồng dạng sáng chói, lấp lóe lấy thần tính hào quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Nhưng khi Bạch Ma lấy ra nó một sát na kia, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hùng uy đánh tới, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngọc Kỳ Tử càng là nhìn không được phù phù một tiếng ngã xuống đất, vẻ mặt sợ hãi hướng về cái xương đầu kia, răng đều đang run lên. Tiểu tử, không nên trách bản đế đối với ngươi không tốt, ngươi nếu có thể luyện hóa thứ này, cái này thôn sơn tinh thú tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Bạch Ma nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Luyện hóa xương đầu này, liền có thể điều khiển thôn sơn tinh thú. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là thấy được xương đầu này hung uy, Tiêu Phàm lại là không chút nghi ngờ. Khi hắn quay người nhìn về phía cái kia thôn sơn tinh thú thời khắc, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc chính là, thôn sơn tinh thú vừa mới chuẩn bị công kích bọn họ. Nhưng Bạch Ma vừa xuất ra đầu kia xương, thôn sơn tinh thú bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm càng là phát hiện, thôn sơn tinh thú con người cũng biến thành thanh minh, trên người cỗ kia tàn nhẫn chi khí cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch, đây là người nào xương đầu? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, nếu như không phải hắn có được linh hồn miễn dịch năng lực, đoán chừng cũng không thể tùy tiện chịu đựng lấy xương đầu này tản ra uy áp. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới càng hiếu kỳ hơn, trước mắt xương đầu này xuất xứ, lại có thể để thôn sơn tinh thú phủ phục. Người có từng nghe nói qua phệ tinh thú? Bạch Ma cười thần bí, nói. Thần thú bảng xếp hạng thứ 11 phệ tinh thú. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, ngay sau đó kinh ngạc nhìn mặt đất xương đầu, kinh ngạc nói, người sẽ không nói cho ta, đây là phệ tinh thú xương đầu A. Chuẩn xác mà nói, là đời trước phệ tinh thú xương đầu, thế hệ này phệ tinh thú, không biết còn có hay không sinh ra. Bạch Ma nghiêm túc giải thích nói. Phệ tinh thú xương đầu. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nước miếng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này thôn sơn tinh thú sẽ sợ cái này xương đầu. Phệ tinh thú, như tên của nó như vậy, hắn chuyên môn thôn phệ tinh thần cổ thú, càng là lấy tinh thần làm thức ăn, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Ở thần thú trên bảng xếp hạng cũng rất cao, xếp tại người thứ 11. Cho dù là năm đó trường sinh thú, cùng bây giờ thí thần, tại vị trên bậc, cũng yếu tại nó, có thể nghĩ bất phàm của nó. Phệ tinh thú danh tiếng, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu, truyền văn, nó thuộc về tinh thần cổ thú tộc, nhưng nó lại chuyên môn thôn phệ tinh thần cổ thú, có thể nói là tinh thần cổ thú tộc khắc tinh. Cũng chính là bởi vì như vậy, không chỉ là thôn sơn tinh thú, chính là mặt khác tinh thần cổ thú, cũng sợ hãi phệ tinh thú. Tiểu tử, đem xương đầu này cho ta cho ngươi hai loại long tộc cổ thuật cùng cổ pháp. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong,
truyền đến Tử Như Huyết âm thanh kích động. Nó ra sức muốn tránh thoát Tiêu Phàm phong ấn, đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho ngươi, Tiêu Phàm linh hồn bản thể nâng cầm lên, trong lòng nhanh chóng ước lượng lấy được mất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới nói, coi như hết, ta hiện tại không thiếu cổ thuật cùng cổ pháp, hơn nữa, xương đầu này có thể nói là thế gian vật duy nhất, cũng không phải hai loại cổ thuật cùng cổ pháp liền có thể đổi lấy. Bốn loại, đem xương đầu này cho ta, Tử Như Huyết vẫn như cũ có chút không cam lòng. Tiêu Phàm cũng không để ý tới, đừng nói bốn loại, chính là tám loại, hắn cũng không đổi. Hắn thấy, xương đầu này sở dĩ trọng yếu, cũng không phải là bởi vì hắn là phệ tinh thú xương đầu, mà là bởi vì nó có thể làm cho tất cả tinh thần cổ thú đều e ngại. Có vật này nơi tay, tầm thường tinh thần cổ thú nghĩ đến cũng sẽ không đối địch với hắn, cái này có thể so sánh bất luận cái gì cổ thuật cùng cổ pháp trọng yếu hơn nhiều lắm. Ai cuối cùng, Tử Như Huyết chỉ có thể từ bỏ, trên mặt đều là vẻ mất mát. Có xương đầu này, hắn nghĩ muốn khôi phục nhục thân liền dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm là không thể nào bỏ qua, dù sao, Tiêu Phàm căn bản cũng không có tin tưởng hắn. Nếu là hắn lấy được xương đầu này, dùng để đối phó Tiêu Phàm đây, Tiêu Phàm lại không phải người ngu, lại thế nào cây đao đưa cho mình địch nhân, làm cho đối phương đến đâm bản thân một đao. Tiểu Bạch, cái này phệ tinh thú vị giai chi lực. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao vây lấy cỗ kia xương đầu, lại là đột nhiên nghĩ tới một việc. Đừng nhìn ta được đến nó thời điểm, vị giai chi lực đã bị cướp lấy, về phần là bị ai cướp đi, ta cũng không biết. Bạch Ma lắc đầu nói. Phệ tinh thú đây chính là xếp hạng thứ 11 thần thú A, nếu như có thể lấy được, rất nhanh liền có thể tấn cấp thần thú bảng xếp hạng người thứ 11. Tiêu Phàm biết rõ Bạch Ma không có nói láo, xương đầu này rõ ràng là Bạch Ma trước kia lấy được, khi đó, Bạch Ma vẫn là một cái người đâu, lại làm sao có thể chiếm lấy vị giai chi lực. Nghĩ đến cái này phệ tinh thú vị giai chi lực, đã bị một đầu khác thần thú cướp đi. Trong lòng của hắn âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là gặp gỡ cái kia cướp đi phệ tinh thú vị giai chi lực thần thú, nhất định phải cẩn thận một chút. Sau lưng trên bảng xếp hạng thần thú, mặc dù chưa chắc là chủng tộc, nhất là gần phía trước những cái kia thần thú, đại bộ phận cũng là cá thể, nhưng là, càng như vậy, bọn họ càng không thể coi thường. Chúng ta thay người hộ pháp, người trước luyện hóa lại nói, ta cảm giác cái này long chi mộ bên trong, hẳn còn có mặt khác thôn sơn tinh thú tồn tại. Bạch Ma nói ra, tốt, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, nghĩ đến bản thân khả năng có được một chi thôn sơn tinh thú đại quân, trong lòng liền 10 điểm không bình tĩnh, trong mắt càng là hiện lên nồng nặc chờ mong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.